Zalo ăn trộm ăn cắp. Cái gì? Zalo ăn trộm ăn cắp. Alo, alo. Xin chào mọi người. Hôm nay giảm combo 2 tháng này 3 quyển 60.000. Hôm trước là 79 à? 69 á. Hai áo kẻ gì? Áo kẻ nhiều hơn áo. Áo kẻ hết, bây giờ có một áo kẻ lên thì còn áo trắng đâu. Cái đấy thì mix gì? Sáu mươi lăm nghìn hai cái. Hello cả nhà. Mọi người chia sẻ live stream vào 5 nhóm nhận áo không đồng nhé. Chả có cái gì để mix với nó để xả cả. Chỉ có cùng loại thôi mà áo phông thì mình hết sạch rồi gì nữa. Chào Mai Mít. Hello mọi người nhá. Ai đang xem thì comment cho em biết các chị đang xem này. Mọi người chia sẻ live stream vào 5 nhóm. Ôi cho chị điện thoại của chị. Chia sẻ live stream vào 5 nhóm để nhận ngay áo không đồng nhá. Ông Nhi ơi, ông đi chơi những đâu rồi ông Nhi ơi? Thế là hôm nay đi Bắc Giang đúng không? Chào Phương Anh, chào Hạ Mây, chào Ha Tho. Em chào chị Ngọc Trần. Ai đang xem thì comment cho em biết các chị đang xem này. Chia sẻ giúp em lên 130 người. Em sẽ tặng áo. Tặng áo không đồng nhá. Váy mình mặc hôm nay sẽ xả lỗ luôn nhá. Xả lỗ với giá 100.000 một chiếc. Đây là hàng Quảng Châu, không phải hàng Việt Nam nhá. Cái này là hàng Quảng Châu, chẳng may bị sót một tập thôi. Một combo 79k không gửi hàng à sót. Hoàng Ngân có gửi à? Hả? Chắc là chưa check đến Hoàng Ngân thôi. Chứ một combo 79k là đã là nhà mình có ship nhá. Chào Nguyễn Văn Ni, mọi người có thể chọn thêm để cho đỡ tốn tiền ship. Bởi vì là combo 79.000 mất 30-35.000 tiền ship nữa thì nó thành cao, hiểu không? Mọi người chọn thêm cũng được, bởi hôm nay mình xả rẻ lắm. Hôm nay mỗi mẫu sẽ còn một ít, mình sẽ xả nốt, thậm chí là xả lỗ luôn. Vũ Ngọc, chị ơi em lấy cái áo nỉ kẻ 89 đấy, chị gửi hàng cho em với. Vũ Ngọc là đơn online, đơn ngày nào nhỉ? Em ơi, tức là em đã đặt hay là bây giờ em mới đặt? Lệ Quân cũng bảo sao không ship đầm cho bạn ý? Hay là do đơn một cái nên các em chưa check? Mọi người ơi, lát nữa thế này nhá, mình sẽ đăng một cái tút lên rồi mọi người. Những ai mà cần phải ship hàng ngay thì mọi người inbox vào đấy. Bởi vì thực ra là nhà mình sẽ ưu tiên chốt những đơn nhiều trước. Đợt này nhân viên nhà mình đang thiếu cực kỳ nhiều, nên là cái việc ship hàng nó hơi bị chậm. Thì có thể là các bạn nghĩ các bạn là khách quen ấy, những bạn khách quen. Có thể nhân viên các bạn nhà mình nghĩ là các bạn là khách quen mà có một sản phẩm nên là các bạn ấy không gửi hàng ấy. Bởi vì thường khách quen thì sẽ mua gộp đơn chứ không ai mua một hai cái cả. À, Vũ Ngọc ơi, ok em đặt từ hôm qua gì rồi, ok nhá, tí nữa bên chị sẽ check. Bởi vì thực ra đơn ngày hôm qua được 150 đơn thì mới check được khoảng 80 đơn thôi. Baby Don em mặc là hàng Quảng Châu 100.000 nhá. Ai mà mua hàng này nhé em biết chất lượng như nào rồi đấy ạ. Đằng sau là có cái nơ này. Bị sót mấy cái thôi, sót một tập mấy có mấy cái. Sót một ít thôi, không còn nhiều. Ồ, đúng rồi, mình đang bầu nhá. Rồi ok, bây giờ em sẽ chơi mini game tặng áo không đồng cho mọi người. Mọi người tiếp tục chia sẻ live stream cho em đi ạ. Chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em nhá. Em sẽ tặng áo không đồng. Áo vàng đằng sau với giá là 95.000 nhá mọi người. Áo vàng đằng sau là hàng mới về, giá là 95.000. Áo đằng sau là áo nỉ nhá, 95.000, không phải là chất cốt tông hay gì đâu ạ. Ai lấy baby doll mình mặc comment là baby doll đang mặc kèm số điện thoại đi ạ. Còn một chiếc màu hồng và bốn chiếc màu trắng, một chiếc màu hồng này. Còn bốn chiếc trắng và một chiếc hồng. Ai lấy baby doll đang mặc comment là baby doll đang mặc kèm số điện thoại. Giúp em nhá. Em ơi, ghim comment cho chị với. Từ bây giờ chị phải bình luận nhầm ấy, đừng có cái này. Áo vàng ấy chất nỉ, một lát nữa mình sẽ bán nhá. Bây giờ sẽ chơi mini game tặng áo phông cho mọi người này. Chơi mini game tặng áo phông cho mọi người nhá. Chơi mini game tặng áo phông này. Mình tặng liên tiếp cho 5 chị nhá. Baby Đô đang mặc Ngọc Quyên một cái này. Đây là hàng Quảng Châu nhá, đằng sau có cái nơ. Em ơi, xem chị em cái này đằng sau có nơ không? Bởi vì nó có cái hàng đằng sau có cúc ấy. Đây nơ rồi. Cái đấy không biết, kiểm tra chị ấy rồi.
ship bến xe Hà Đông khoảng 22.000 nha em nhé. Hoặc là em qua lấy. Nói chung là nhà chị ship Hà Nội đồng giá là 22.000, trừ các tỉnh, các cái nơi mà ngoại thành nhá. Baby doll đây đang mặc là 100.000 nhá. 100.000 là giá đã sale lỗ rồi, hàng Quảng Châu không phải hàng Việt Nam. Và em mặc khoảng 65 cân vẫn vừa bầu vì mặc thoải mái vì đây là baby doll. Được chưa ạ? Thôi bán nốt cái baby doll rồi em sẽ chơi game tặng phông cho mọi người ở đây. Baby doll nhá, đằng sau này. Đằng sau nó có dây buộc nơ nhá, còn 3 chiếc màu trắng và 1 chiếc màu hồng. Ai lấy váy em mặc thì comment là váy đang mặc kèm số điện thoại nhá. Mình ở Hà Đông nhá mọi người. Mình ở Hà Đông này. Vi ơi chia sẻ hộ chị. Ok chưa ạ? Rồi. Ai lấy váy đang mặc cứ comment là váy đang mặc kèm số điện thoại nhá. Chị Thúy Lê nhận hàng rồi kìa. Nhưng mà các chị ơi, cái đầm em mặc nhá, hôm nay là em xả gần như là xả lỗ. Nên là những ai chắc chắn lấy hàng thì hãng chốt giùm em, chứ đừng có để trường hợp là bây giờ chốt xong đó là ngày mai lại hủy đơn. Rất là mất công trong khi người ta đã xả hàng rồi nhá. Tống Minh Phượng 1 này, Phan Diệu 1 này. Tống Minh Phượng và Phan Diệu 1 này. Còn một cái, ô chết rồi, chị vứt nhầm cái màu hồng à. Đưa cái màu hồng đây. Bây giờ còn một hồng một trắng nhá. Còn một hồng một trắng này. Một cái màu hồng, một cái màu trắng như em đang mặc. Ok chưa ạ? Các chị tránh cái trường hợp là bây giờ chốt thì chắc chắn lấy thì hãng chốt giùm em. Thật sự là như thế, vì hôm nay thành khẩn tha thiết. Chứ không các chị cứ chốt rồi hủy mất công em lắm, mà hôm nay xả hàng không lãi rồi. Màu hồng đây nhá. Bây giờ sẽ chơi mini game tặng cái áo phông sọc tặng cho năm chị ạ. Đây này, màu hồng này, cũng đằng sau buộc nơ. Ai lấy comment là hồng hoặc trắng kèm số điện thoại. Ok, chị Dương Ngọc Thạch hồng, ok này. Hết hồng luôn. Bây giờ chỉ còn một cái màu trắng như em đang mặc thôi nhá. Chỉ còn một cái màu trắng như em đang mặc. Ai lấy comment là trắng kèm số điện thoại. Trắng kèm số điện thoại này. Bây giờ em sẽ chơi game tặng áo phông rồi nhá. Sau đó lát em sẽ xả combo 2 chiếc áo phông này, giá cực kỳ rẻ luôn. Riêng phông nhà em, ai mua phông này rồi thì comment chất lượng giùm em cho khách yên tâm nhá. Cho chị số đâu. Ok, hôm nay em đã viết một con số may mắn lên trên quyển sách này. Em sẽ cho gợi ý. Nguyễn Phạm Thủy Dung có đơn à? Không đúng không? Chị Dương Ngọc Thạch cho em số đi ạ. Ok chưa ạ? Bây giờ em sẽ cho gợi ý chị nào là người nhanh nhất đoán đúng con số này. Em sẽ dành tặng chị 2 chiếc áo nhá. Còn những người đoán sau, những người đoán sau em sẽ đọc và tặng mỗi người 1 chiếc. Còn những người đoán trước, chị nào đoán đầu tiên em tặng 2 chiếc phông. Còn chị nào đoán sau ấy thì em sẽ tặng một chiếc, giới hạn cho 5 chị nhá. Em cảm ơn chị Sực Tinh Dâu, hôm qua chị vừa lấy đúng không ạ? Em cảm ơn chị nhá. Rồi ok, em sẽ cho gợi ý này. Con số may mắn ngày hôm nay em sẽ cho gợi ý ngắn thôi ạ. Đây là một con số từ 40 đến 70 cho nhanh nhá. Hằng Nguyễn Thị Thu lấy cái váy trắng em mặc hết hàng luôn này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 40 đến 70 nhá. Đúng không? Chị đọc 40 70 à? Từ 40 đến 70. Chị Tép Gai đã gửi hàng chưa? Hình như gửi rồi nhỉ. Chị ấy đơn có vẻ lâu rồi. 23 size chị ơi, nào nghe gợi ý đi ạ, từ 40 đến 70 nhá. Áo em mặc hết hàng rồi. 40 đến 70 giùm em này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 40 đến 70. Hôm nay em xả nhiều lắm luôn, nhưng mà hầu hết là mỗi mẫu chỉ còn vài cái thôi. Nên là ai thích thì chốt nhanh nhá. 24 56 57 size, 70 size, 47 size, 68 size. 68 size nào, từ 40 đến 70 cho em nhá. Nhanh tay comment các chị chia sẻ cho em lên 290 người. Em sẽ cho tiếp một gợi ý này. Chị Ha Lê 40 size, chị Hoài Anna 48 size. Từ 40 đến 70 áo vàng phía sau giá là 95.000. Chất nỉ nhá, chất nỉ cực kỳ đẹp, có hai màu. Có màu xanh ở sau em nữa cơ. Rồi tí em sẽ bán qua mẫu này nhá. Em cảm ơn chị Phương ơi, thank you chị yêu. 44 size, 68 size, 24 size, 57 size cho em này. Từ 40 đến 70 nhá. Nhanh tay comment cho em con số may mắn cho của mình nhá. Và đừng quên là chia sẻ đủ 5 group, bởi vì nếu các chị không chia sẻ đủ sẽ không được tính đâu ạ. Có rất nhiều chị trúng game nhưng không chia sẻ. Không chia sẻ thì đồng nghĩa việc là sẽ không tặng quà rồi ạ. 69 size, 64 size, 41 size. Nào 67 size, 69 size.
Nào gần đúng rồi các chị nhá, đang quanh quẩn những con số đấy gần đúng rồi ạ. Em sẽ cho gợi ý này, đây là một con số chẵn. Đây là cho gợi ý cho nhanh nhá, bởi hôm nay em xả hàng. Do xả hàng thì cũng chả cần chơi game đâu. Các chị vẫn đấy thôi nhưng mà em vẫn sẽ tặng quà mọi người vì ngày nào anh nhé cũng tặng quà nhá. 45 sai, 65 sai, cái mẫu mình mặc hết hàng rồi ạ. 56 sai. Ờ, các chị ơi, đây là một con số chẵn nằm trong khoảng từ 40 đến 70 cho em nhá. Từ 40 đến 70 và là một con số chẵn đi ạ. Từ 40 đến 70 và là một con số chẵn nhá. Từ 40 đến 70 và là một con số chẵn cho em này. 69 sai đây, em nốt tặng đúng một sản phẩm thôi, sau đó là em sẽ bán hàng. 58 sai nhá, số chẵn từ 40 đến 70. Và em mặc hết hàng rồi, vừa hết rồi. Ok, đã có một chị comment đúng này. Đã có một chị comment đúng này. Số 66 nha mọi người ơi, số 66 nha, đây là bị ngược. Bởi vì đang quay camera trước này. Số 66. 66 xin chúc mừng chị Mai Lệ là chị đầu tiên được hai cái này. Chị Mai Lệ là chị đầu tiên có vest dạng sọc, có chị Xuân Nguyễn. À, chị Mai Lệ để lại số và cắp lại màn hình nhá. Đừng quên cắp lại màn hình bởi vì là nếu các chị không cắp lại thì lúc các chị xóa đi em sẽ không kiểm tra được đâu ạ. Và đừng xóa livestream cho đến đừng xóa lượt chia sẻ của mình cho đến khi em chốt quà tặng cho mọi người, bởi vì bên em kiểm tra lại nhiều chị đủ nhưng mà lại xóa nên là sẽ không được tính đâu ạ. Rồi ok. Còn bây giờ tặng xong một chị này, còn bốn chị nữa nhá. Bốn chị nữa thì nhanh tay comment cho em số 66 kèm số điện thoại đi ạ. Bây giờ những ai comment 66 kèm số điện thoại tặng cho bốn chị nhá, 66 kèm số điện thoại cho em này. 66 kèm số điện thoại cho em đi ạ. 66 kèm số điện thoại nhá. 66 và đừng quên là kèm số điện thoại đi ạ. Đừng comment một mình số 66 không nào. 66 kèm số điện thoại cho em nhá. 66 kèm số điện thoại cho em đi nào. Có áo thun form rộng, có áo thun form rộng luôn chị ơi. Chị ơi nhưng em không thấy comment của chị luôn ạ. Bây giờ mọi người comment đi ạ. Cái chị đầu tiên trúng hai áo là đã xong rồi. Bây giờ mọi người comment 66 kèm số điện thoại để em tặng quà nhá. Chị đừng có cãi nhau là chị ơi có nhìn thấy em không ấy. Bây giờ chỉ cần nhanh tay nhất comment là 66 kèm số điện thoại, biết đâu mình sẽ là một trong bốn người sẽ được tặng áo á. 66 kèm số điện thoại dùm em nhá. 66 kèm số điện thoại đi ạ. 66 nhá. Ok, chờ em một chút sẽ kéo lên trên cho chị cái điện thoại của chị đọc cho dễ, cứ cúi bụng mà khó chịu. Em sẽ đọc chị đầu tiên này. Đây ok. 66 kèm số điện thoại nhá. Bị ẩn comment nhiều cực kỳ luôn. 66 này. Tôi không đọc được hết comment, phải đọc máy này mới đọc được. Máy kia là nó trôi qua là xong là hết luôn. Ok, em sẽ đọc đây ạ. Chị đầu tiên là chị Thu Tê Chân. Thu Tê Chân một cái này. Chị Nguyễn Mai một cái này. Là hai rồi này. Chị Nguyễn Mai một ạ. Chị Đặng Dung một là ba. Chị Đặng Dung một ạ. Chị Đặng Dung một này. Đoàn Thảo một nhá. Rồi ok. Các chị cáp lại màn hình cho em đi ạ. Cáp lại màn hình lượt chia sẻ của mình. Đừng xóa nhá. Em lưu ý này. Đừng xóa lượt chia sẻ. Bởi vì trước khi gửi quà bên em check lại các chị chụp màn hình. Ok em xác nhận. Nhưng em sẽ check lại trên hệ thống của bên em. Có rất nhiều chị có chia sẻ thật nhưng toàn xóa thôi. Nếu mà xóa thì nó sẽ không cung cấp. Nên là các chị đừng xóa lượt chia sẻ của mình nhá. Đừng xóa lượt chia sẻ ạ. Nó không là sẽ không được tính đâu ạ. Rồi ok, bây giờ em sẽ xả từng mặt hàng một này. Đầu tiên là xả mặt hàng cái áo phông vừa nãy em tặng mọi người đi. Bán combo bán một cái một nhỉ? Combo 65 nghìn. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ bán combo nhá. Áo này thì em không tách ra bán một chiếc, mà em sẽ bán combo hai chiếc áo này có giá là 65 nghìn. Hai chiếc áo phông kẻ có giá là 65 nghìn nhá. Hai chiếc phông kẻ có giá là 69 nghìn quên. Hai chiếc phông kẻ có giá là 69.000 ạ. Ai lấy comment là combo 69k nhá. Ai lấy hai chiếc phông kẻ comment là combo 69k. Mọi người ơi, thực ra chia ra có 35.000 một cái thôi. 35.000 một cái thì chẳng tội gì cả, các chị không mặc hết. Các chị có thể tặng lại cho chị em bởi vì chất nó đẹp lắm. Nó không phải là hàng phông chất bình thường nhá. Chất cực kỳ đẹp, khi nhận hàng mọi người sẽ không hiểu vì sao mà
cái giá đấy lại mua được cái sản phẩm chất lượng như vậy. Bởi vì bình thường em bán lẻ cái áo này gần 100 nghìn cơ ạ. Chứ không bán với cái giá là combo 69 nghìn đâu. Bình thường là riêng một cái áo đã gần 100 nghìn, hơn 90 nghìn rồi. Nhưng mà đây là em chỉ còn một ít nên em xả nốt này. Còn một ít trong kho em xả nốt thôi nhá. Ai lấy combo này thì comment là combo 69k dùm em. Combo 69k nhá. Combo 69k có cần mặc thử không ạ? Form này thì quá dễ mặc rồi, ai mặc cũng hợp. Ai lấy combo 69k để lại số điện thoại cho em đi ạ. Combo 69k kèm số điện thoại trên hai áo nhá. Combo 69k là có hai áo. Nhưng mà chất đẹp đúng không ạ? Chất đẹp đúng không ạ? Chất này cực kỳ đẹp luôn. Combo 69k kèm số điện thoại. Rất nhiều chị comment là combo 69k nhưng em không thấy số điện thoại. Đầm em mặc hết mất rồi ạ. Đầm em mặc đã chốt hết rồi nhá. Chị Bảo Nhi một combo này. Bảo Nhi một combo 69 này. Trần Ngọt combo 69 này. Nó quá rẻ luôn nhá. Nó quá rẻ luôn nhá. Ngọc combo 69 này. Ngọc combo 69 giùm em. Combo 2, đúng rồi đấy ạ. Combo 2 chiếc là 69 nghìn đấy ạ. Bảo Nhi có rồi đúng không? Nào, rất nhiều chị comment là combo 69 nhưng không để số, em không chốt đơn nhá. Nhưng ai lấy combo 69 là hai chiếc áo thì để lại số điện thoại giùm em. Em muốn mua trắng thôi là gì? Em ơi, hôm nay combo 69 là hai chiếc áo kể luôn nhá. Hồ Thủy Tiên một combo 69 này. Hằng Nguyễn Thị Thu một này. Đây còn đúng một tập là hết. Hằng Nguyễn Thị Thu một combo 69 này. Áo vàng sau là 95 nghìn ạ. Thực ra là cái mẫu này ý, chất đẹp lắm các chị ạ. Bình thường là bán gần 100 nghìn thì chất nó không thể là kém hơn được nhá mọi người nhá. Combo 69 nghìn có hai sản phẩm, có hai áo kẻ như này nhá. Và em mặc hết hàng mất rồi, vừa bán hết rồi. Nguyễn Hồng Ngọc một combo 69 này. Hương Thảo một combo 69 cho em này. Đây hết rồi đây. Đây chỉ còn từng này cái thôi. Nếu còn lẻ thì em sẽ bán lẻ một cái cho chị nào muốn mua một nhá. Nhưng mà chắc là không lẻ đâu vì nó là chẵn rồi. Còn ai lấy combo 69 không ạ? Tống Như Thanh một combo 69 này. Tống Như Thanh một combo 69 này. Ok, chỉ còn một combo 69 thôi nhá. Chỉ còn một combo 69 ngàn thôi này. Hôm nay có lên vét nhá. Combo 69 ngàn của Kim Ngân ok. Kim Ngân một combo 69 này. Kim Ngân một combo 69 nhá. Cái áo nỉ vàng ở sau là 95k nhá cả nhà nhá. 95.000 đấy là mẫu mới về. Một tháng nay chứ xả cả nỉ luôn. Có một số mẫu nỉ em sẽ xả và có quần nhá. Quần ống bo ấy ạ. Rồi bây giờ em sẽ xả bộ ngủ này. Xả bộ ngủ giá 55.000 có các hình như sau. Đầu tiên là bộ ngủ Doraemon giá 55.000. Hàng Quảng Châu nhá. Ai lấy nỉ vàng comment nỉ vàng kèm số điện thoại. Combo 69 em hết hàng nhá. Combo 69 hết hàng ạ. Đây, bộ ngủ bao gồm một quần và một áo như thế này giá 55.000, cam kết hàng Quảng Châu nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. 55k. Ai lấy comment là bộ ngủ 55k kèm số điện thoại nhá. 69.000 hết rồi ạ. Ai lấy comment là bộ ngủ 55.000. Bộ ngủ này 55 57 cân đổ về vừa. Đúng rồi, 69.000 trên hai sản phẩm nhưng hết rồi. Cái combo 69.000 đã hết hàng rồi nhá. Đây ạ. Nỉ màu hồng đất chờ mình một chút nhá. Cái bộ ngủ này 55 cân đổ về. May lấy nỉ vàng không biết là còn ở đây, còn một tập. Còn đúng một tập nỉ vàng. May lấy một cái nỉ vàng này. Ngọc lấy một bộ ngủ 55k này. Có nỉ mũ nhá, chờ mình một chút. Mẫu đầm mình mặc hết hàng rồi ạ. Bộ ngủ là 55k. Ai lấy comment là bộ ngủ 55. Bộ ngủ 55k giùm em. Bộ ngủ 55k. Ok, quay mẫu áo vàng ở trước nhá. Các chị có phải thích kéo nỉ ở sau. Chị Hạnh Bé một bộ ngủ 55k này. Còn đúng một bộ này. Hạnh bé một bộ, còn một bộ nhá. Ai chốt nốt thì chốt giùm em. Huyền Linh đơn của em gửi trước thứ ba giúp em nhé. Em nốt rồi đi.
cái bộ ngủ này khoảng 55 cân đổ, 55 cân đổ về nhá. Đây cái áo nỉ này có hai màu cơ. Áo nỉ này có màu vàng và màu xanh nhá. Đây. Nỉ vàng chất này. Cái này mình có chụp ảnh chất của áo nỉ rồi đấy ạ. Đây. Áo xanh này. Chất này. Chất đây nhá. Này, cho mọi người xem cho cái ống tay của nó. Đây, chất như thế này. Đây nhá. Binari lấy bộ ngủ. Mọi người gộp thêm đơn giùm em nhá. Một bộ ngủ nhà em không ship đâu. Nên là mọi người lấy thêm đơn, hôm nay bán rẻ lắm, toàn có mấy chục nghìn thôi. Nên là mọi người mua nhanh nhá. Cái áo này thì không được sale. Áo này không sale bởi vì đây là áo mới về bên em. Áo nỉ này nhà em bán với giá là 95 nghìn một chiếc. Ai lấy comment là 95k kèm số điện thoại nhá. Ai lấy áo nỉ này comment 95k kèm số điện thoại, form từ 58 60 cân đổ về mặc vừa. Ai lấy nỉ comment là nỉ kèm màu nhá, bởi vì đúng rồi, chất nỉ chất nỉ da cá. Chất nỉ da cá này, ok, bây giờ lên một chiếc váy chài neo. Hai chiếc màu đen luôn, xả 70.000 một chiếc này. Váy chài neo xả 70.000 một chiếc nhá. Bộ ngủ nhà em chỉ còn bộ cái loại đấy thôi. Đầm em mặc hết hàng. Em nốt rồi nhá, cái đầm của chị là ai? Đây nhá, cái váy này em xả 70.000, 70.000 form 58 cân đổ về cho em này. Còn hai chiếc. Đây là váy nhá, em quay chị cái quạt cho nó khác đây. Quạt nó cứ bị tạt vào. Đây nhá, cái váy này nhá, form từ 56 57 cân đổ về cho em nhá. Váy chải neo chó quá nhỉ. Cổ này, cổ nó chải neo nhá, chất đây này. Chất cực kỳ đẹp luôn, chất đẹp lắm. Em lấy một xanh nỉ Bùi Tuyền, nhưng mà Bùi Tuyền là Facebook không có avatar. Bùi Tuyền ơi. Bùi Tuyền là Facebook thật hay ảo đó? Chứ sợ lắm. Thôi cứ chuyện okay. Nguyễn Nhân Gia Bảo kìa. Nguyễn Nhân, ok, tí mình sẽ mặc thử nỉ cho mọi người nhá. Nguyễn Nhân Gia Bảo một cái nỉ xanh này. Cái váy này xả 70.000, ai lấy không ạ? Ai, đây là váy không phải áo đâu, đây là mặc thành váy đấy ạ. Váy 70k. Nguyễn Hồng Ngọc 70k đen. Nguyễn Hồng Ngọc. Các chị ơi, đồ sale chủ yếu ship từ hai cái bởi vì em không lãi rồi mà em còn phải chịu ship cùng mọi người nữa. Hả? Có đơn nhỉ? Cái gì? Bạn Nguyễn Hồng Ngọc có đơn nhỉ? Nguyễn Hồng Ngọc mà. Nguyễn Hồng Ngọc, đồ sale mọi người vui lòng chọn khoảng 2 sản phẩm giùm em nhá. Cái áo vàng 95.000 váy em mặc hết hàng rồi ạ. Thu chi cái gì đấy? Lấy cái gì đấy? Ai lấy cái này thì comment là 70k kèm số điện thoại cho em. Tống Như Thanh đã đâu đơn chưa? Váy chạy neo 70 này. Tống Như Thanh một cái hết hàng nhá. Tống Như Thanh một cái hết hàng này. Váy cốt tông. Ôi, nó hơi. Cái váy cốt. Ôi, cái này bị giặt rồi đúng không? Cái này là do em treo hàng mẫu nhá. Nó hơi bị quệt bẩn một chút nhưng chắc chắn giặt là sẽ ra. Cái này váy Quảng Châu ấy, chị nào hay mua nhà em mà mua mẫu này rồi thì hôm nay nhanh tay chốt nhá. Em xả 70.000. Nỉ hồng đất tí nữa chị lên sau em ơi. Chị hai nỉ hai màu, ok. Chị Vân Đoàn một cái màu xanh, một cái màu vàng này. Một xanh một vàng giùm em này. Vân Đoàn một xanh một vàng này. Đây nhá. Cái đầm này 70k. Ai lấy comment này. Đây là hàng Quảng Châu bình thường. Giá nhập về em khẳng định, nếu em nói đưa em mất lộc. Cái này nhập về là 120.000 nhá. 120.000, đây là hàng Quảng Châu. Về giặt dùm em. Chị nào mà hay mua hàng nhà em ý Thì sẽ biết cái váy này chất như nào. Vì ngày trước em bán nhiều một cách dã man luôn. Váy 70k trắng nhá. Ai lấy comment này. Em ơi, cái đai bụng của cái váy này đâu nhỉ? Có một cái đai màu đen. Tú Nguyễn lấy váy trắng 70k. Tú Nguyễn lấy váy trắng 70 này. Chị Mờ Tiên nỉ vàng 2 chiếc. Nhưng mà Facebook sao lại không có avatar vậy ta? Tôi sợ mấy bà Facebook ảo lắm nha. Đây, có một cái váy trễ vai. Các chị có nhớ cái mẫu này một thời cũng rất là hot không ạ? Đây ạ. Hàng Quảng Châu hết rồi ạ. Em ơi, em qua kho nhá, bởi vì đây là chị đang xả hàng bên kho chứ không phải xả hàng ở bên cửa hàng nhá. Đây. Cái đầm này nhá. Này cái đầm, em ơi. Sao hôm nay cứ chói chói nào nhỉ? Không quạt không ra mà nó cứ chói chói. Cái váy này form từ 50
57 cân đổ về và cao giúp em từ 1m57 trở lên mới mặc được nhá, thấp quá mặc không đẹp. Cái đầm này là cái đầm mà hot hot mà đây này, cái vai nó trễ. Đây này. Khuy gỗ và có dây buộc eo. Đầm này xả giá là 110 nghìn. Chị nào lấy comment 110k bình thường đầm này nhé, em bán 170 đấy ạ. Chị ơi, thế thì em sẽ chốt cho chị mờ tiên hai cái nỉ vàng để lại số cho em nhá. Không phải tại em không thấy chị để avatar. Chị mờ tiên lấy hai nỉ vàng để số điện thoại này. Mờ tiên lấy hai nỉ vàng để số nhá. Chị mờ tiên lấy hai nỉ vàng để số cho em, mà nỉ vàng không còn nhiều. Trời đúng rồi ạ. Cái váy này nhá, 110 nghìn, chị nào biết dáng form này thì chốt đi, quá rẻ luôn mà thôi, 100 nghìn luôn. Chị nào lấy em để 100 nghìn luôn nhá, chất cực kỳ đẹp. Váy trắng 70 nghìn hết rồi ạ. Nỉ giá 95 nghìn nhá, nỉ đằng sau là giá 95. Ok, chị mờ tiên hai chiếc rồi này. Cái váy này 100 nghìn thôi. Ai lấy comment 100k kèm số điện thoại đi ạ. Đây nhá, kèm cả đai nhá, em cho vào túi riêng nó mất đai ấy, nó rơi đai ra ngoài. 100k kèm số điện thoại, các chị ơi em đang bầu, các chị thông cảm đi, em không mặc thử đâu. 100k kèm số điện thoại. Tú Nguyễn chốt thêm cái gì đấy, Tú Nguyễn là chốt một cái váy hàng Quảng Châu 70 đúng không? Nguyễn Phương Linh một chiếc nỉ vàng. Đào Nhật Vi lấy cái váy 100. Cái áo cánh tiên màu đen này xả 40.000. 40.000 nhá, quá rẻ, bèo bọt quá. 40.000, ai lấy comment là 40k nhá. Đây là áo cánh tiên này, chun co giãn nhá, mặc thoải mái luôn. Ai lấy? Vi Nguyễn nỉ hai cái hai màu, hết màu vàng rồi này. À còn một cái hàng mẫu. Này, Vi Nguyễn y dài hai cái hai màu. Váy hết rồi. Ok, cái áo cánh tiên 40k, ai lấy ưu tiên cho bạn nào đã có đơn để gộp đơn cho em. 40.000 nhá, chất đẹp không phải chất lởm đâu. Ok Tú Nguyễn nhá. 40.000 cái áo cánh tiên nhá. Áo cánh tiên, ai có đơn comment chữ gộp đơn giùm em. Bảo Yến lấy nỉ vàng để số đi em. Chị Anna Nguyễn chốt áo 40.000 này. Anna Nguyễn chốt áo 40.000 này. Em lên một cái váy bi hàng thiết kế nhá. Đây váy bi này form 52 cân. Chị Đào Nhật Vi bảo là dồn đơn. Đây này, chất à đây nhá. Chuneo co giãn. Hiên Đô, chị Hiên Đô bảo không thấy. Không sao không thấy hàng gửi. Bà nào bảo lấy cái áo vàng, bảo Yến à, lấy áo vàng để số đi em ơi. Ok, Bảo Yến một chiếc nỉ vàng hết hàng nhá. Bảo Yến một chiếc nỉ vàng. Ôi, Hà Vi. Không sao về đây. Bảo Yến một chiếc nỉ vàng. Số đấy. Ok, cái đầm này bình thường riêng giá nhập về đã là 170 rồi. Em thề các chị luôn nói đưa mất lộc. Em sẽ xả với giá 120.000. Chị Mến Thỏ Xa mơ em hết rồi ạ. Em hết những cái mã chị vừa đặt rồi nhá. Bây giờ chỉ còn cái màu xanh cô ba này. Màu xanh cô ba giúp em. Đây. Cái này 120.000 nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. Chất cực kỳ đẹp luôn, 120 cành. Ai lấy comment là 120 kèm số điện thoại nhá. Vạt cực kỳ đẹp luôn này. Cổ V mặc cái này gọn người cực kỳ. Gọn người cực kỳ luôn nhá. Riêng anh nói là hàng thiết kế bên em thì các chị biết là nhà em may vải loại như nào rồi đấy ạ. Đây nhá. Ai lấy comment là 120 kèm số điện thoại giùm em. Mấy cái này size gì đấy ta? Size M. Chị Diệp Tuyết chốt 120 này. Ok, cái váy này nhá. Váy này size M. Váy này size M xả với giá là 90.000. Size M 90.000 nhá. Có dây buộc các chị có thể thắt được không thắt được. 90.000 size M cho em nhá. Đây là váy size M. Size M cho em này 90 cành. Đây nhá. Thả xuông ra thì form nó rộng như này luôn đấy ạ. Nhưng mà nếu mà buộc eo vào thì cân nặng nào cũng ok. Size M đều vừa. Size M đi ạ, size M khoảng 55-57 cân đổ về cho em nhá. Size M này. Size M nhá, đây. Rất là xinh, rất là dễ mặc, 90.000. Áo 40.000 em hết mất rồi ạ. 90k nhá, chị Hiên Đô ở chưa gửi hàng chị ạ? À? Chốt váy 90 chị Hiên Đô này. Tí check đơn nhá, gộp và gửi chung nhá. Nhá. Cái váy đỏ này xả lỗ luôn, xả lỗ này. Xả lỗ 110.000.
Cái này bình thường bán các shop bán 250 chuyện bình thường. Hai bên có hai hạt ngọc này. Có hai hàng ngọc. Mỗi mẫu chỉ còn một cái thôi, các chị đừng lưỡng lự làm gì. Ai chốt thì chốt nhanh. Đây có cái nơ nhá. Cái váy này 110.000, em cam kết chất đẹp. Cái này nhà em cũng bán về trên dưới khoảng hơn 100 chiếc rồi. Đây nhá. Còn sót đúng một chiếc duy nhất, bởi vì cái này cũng không có hàng để lấy luôn ý. Cái này là chắc chị nào ao ra, váy mình mặc hết hàng rồi, với chốt cho khách mất rồi. Cái đầm này 110.000, ai lấy comment là đỏ 110. Hách bé có đơn à? Dồn đơn này 110.000 này. Hách bé dồn đơn này. Bây giờ em sẽ xả set vest. Set vest 2 lớp này 139.000 một set, một quần một áo luôn nhá. Xả set vest này. Em ơi bác có chị set màu hồng. Cái tập màu đen vừa mang vào đấy. Màu đen đi rồi. Đây nó. Đây nhá, em giới thiệu qua set vest nhà em có 3 màu. Cái này em có up ảnh ở trên page, các chị có thể lên xem form nhá. Còn hôm nay em đang bầu nên sẽ không mặc thử đâu. Form vest này khoảng 57-58 cân đổ về này. Đây là một chiếc áo vest nhá. Có hai lớp này. Và nó sẽ kèm theo một chiếc quần như này. Các chị có thể mặc tách quần được. Ví dụ quần này các chị có thể mix với nỉ, mix với len được nhá. Đây, quần này. Áo và quần form 57-56-57 cân đổ về cho em. Có màu đen nữa này. Từ cho chị cái quần màu đen luôn. Đây là set màu đen này. Chất cực kỳ đẹp luôn, có hai lớp nha, có một lớp gió. Đây quần đây. Quần này hơi chất hơi có giãn luôn nhá. Màu đen này. Màu hồng này. Cả set chỉ có 139.000 thôi. 139.000 thôi nhá. Này nó bị bẩn đây à em. 139.000 nhá, màu hồng hay bị. Không. Đây nhá, chắc là để ngoài kia nó quệt xuống đất. Ai lấy comment là 139k kèm màu. Còn set áo Tú Nguyễn ơi, bây giờ chỉ còn một chiếc áo kẻ thôi. Em có lấy chị gộp đơn cho em này. Còn một chiếc lẻ. Nếu em lấy chị để em là 69 chia 2 là 35.000 à? 35.000. Em mà lấy một chiếc chị để cho em nhá. Còn đúng một chiếc thôi. Set này là 139.000 nhá. Ai lấy comment là 139 kèm màu dùm em. Em nói thật luôn là cả set vest này là quá rẻ luôn nhá. Ai lấy comment là 139 kèm màu nhá. Đây em sẽ lấy ảnh form cho mọi người coi. Và em mặc hết hàng. Ok Tú Nguyễn này, cho Tú Nguyễn đi cho hết thì có mỗi cái. Đây nhá. Lên form cực kỳ đẹp luôn này, lên form quần cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây. Cái form này khoảng giúp em là 55-56 cân đổ về vừa. Cái áo kẻ em hết rồi ạ. Áo kẻ vừa chốt cho bạn một cái hết rồi. Đây. Đây. Đây nhá, form mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Đấy là form chụp ảnh đấy ạ. Đây, đây là màu đất. Không ai thích set này luôn. Hôm qua bán bao nhiêu luôn. Hôm nay còn một ít thôi. Em xả nốt nhá, 139.000. Áp dụng cho ai chia sẻ cho ạ. Nhưng ai không chia sẻ giá, quay trở về giá nó là 180.000 nhá. Váy đen sau lưng là váy len motogi. Còn một chiếc à? Hai. Còn hai đúng không? Váy len motogi này. Đây nhá, cái váy len này form khoảng 53 cân đổ về mặc đẹp thôi. Các chị béo hơn mặc được nhưng mà nó sẽ bó người, sẽ không đẹp đâu ạ. Tức là cái váy này ai phải mặc suông nó mới đẹp nhá. Cái váy này em nhập về giá cực kỳ cao luôn. Hồ mi một set vest nâu. Đây nhá, là màu nâu này nhá bạn nhá. Hồ mi một set vest nâu đây. Hồ mi, chị Hà Tiến lấy một set đen để số điện thoại cho em ạ. Chu Phi Hằng lấy set vest hồng. Đây nhá, set vest hồng có cả quần áo dày cực kỳ luôn. Chu Phi Hằng lấy set vest hồng này. Cái đầm này giá là 155.000 cho chị nào lấy, bình thường là 180. 155.000 em xả nốt. Nhá, 155.000 chắc là đi rồi chị Nhung Kiều. Chị Hà Tiến lấy màu đen để số rồi à? Để số rồi kìa. Đúng không? Chị Hà Tiến lấy màu đen à? Có thấy Đinh, thấy Đinh Ngọc. Chị Thanh Hồng. À Thanh Hoa một sách hồng như bị ẩn comment, bây giờ nó mới hiển thị. Chị đọc cái gì nha? Thanh Hoa một hồng này. Lan Nguyên một hồng này.
Một set là 139.000, các chị tính đi ạ. Tính ra một cái áo vest chưa đến 100.000 là quá quá rẻ luôn. Đây nhá, cái set vest là xưởng nhờ em xả mới có cái giá đấy thôi. Đây nhá. Nhung chị Nhung kêu gửi hàng chưa? Bây giờ em không biết đâu. Cái đầm này là 155.000 thôi, nhanh tay comment này. Đầm này em thề em không nói điêu, nhập về là 145.000 rồi. 145.000 rồi. 140 không phải à 148 chứ, không phải là 145. Không hiểu vì sao đầm này nhập về lại cao thế, chắc vì nó có đuôi cá. Với cả cái đầm này mặc lên đẹp. Mình ở Hà Đông nhá, mình ở Hà Đông. Còn ai lấy sách vest không ạ? Vest em có màu nâu này, màu hồng này, màu hồng phấn như này nhá, và màu đen. Ai lấy vest comment là vest kèm số điện thoại giùm em. Đây một bộ ngủ 55.000 tiếp này, bộ thỏ bị ao đúng không? Ham thế không biết được, cứ chốt tranh của người khác xong ao đơn. Bộ thỏ 55.000. Ai lấy comment là bộ thỏ 55 kèm số điện thoại. Ai lấy vest màu gì để lại số điện thoại đi ạ. 464 47 cân vừa em nhá. Vừa em ơi. Đây này. Bộ này 55.000. Ưu tiên gộp đơn cho ai có đơn rồi nhá. Còn một bộ nữa à. Đây còn bộ cô gái màu xanh, cũng bộ ngủ này. Chu Phi Hằng lấy bộ thỏ. Còn một bộ cô gái màu xanh cũng 55.000 nhá, dở qua nhá. Bởi vì dở hết ra mất hết form đây. Để em đóng vào luôn cho đỡ mất công ấy. Ai lấy comment là bộ cô gái kèm số điện thoại 55.000. Ai lấy comment là bộ cô gái này, sao mà thiếu chị. Bộ cô gái kèm số điện thoại. Chị mặt trời 139 màu hồng. Màu hồng đâu nhỉ? Chị mặt trời một cái 139 màu hồng này. Là cả một set luôn nhá, cả quần cả áo luôn cho em nhá. Bộ cô gái xanh chốt cho Hạnh bé dồn đơn. Hồ Mi sau mất rồi, Hồ Mi ơi. Rồi ok, bây giờ em xả tiếp. Một bộ răm. Và em mặc hết hàng nhá. Một bộ răm. Chất cực kỳ đẹp luôn. Cái này là hàng 2 hen nhưng mà chất đẹp lắm. Đây nhá, bộ răm này chỉ khoảng 52 cân thôi. Đây, bộ răm này khoảng 52 cân giùm em nhá. Đẹp dã man luôn, made in Korea đấy ạ. Chất cực kỳ đẹp. 52 cân đổ về thôi nhá. Này. Đâu nhỉ? Đây, made in Korea cho em nhá, đây. Nói chung là chất của nó và form dáng cực kỳ đẹp luôn, bộ xinh nhỉ? Này, bộ xinh nhỉ? Chị mà vừa là chị cũng mặc. Đẹp lắm luôn này, cái quần của nó hai vạt nhá, xinh lắm. Bộ này em xả 120.000. Chị nào lấy comment là 120. Chị Thùy Linh lấy vest hồng. Vest hồng là có cả quần chị nhá. Cái vest này 139.000 là có cả quần luôn đấy ạ. Cái bộ răm này là 120.000. Chị nào khoảng 51-52 cân đổ về mới vừa. Ai lấy comment là răm 120. Cái dây này các chị thắt vào tùy độ eo nhá. Đẹp dã man luôn. 12-120. Chị gì đấy? Nguyễn Nhân Gia Bảo có đơn gì à? Chị Nguyễn Nhân Gia Bảo lấy bộ răm 120 đúng không ạ? Anna Nguyễn sau. Số 18. Váy Zara này. Váy Zara này. Váy Zara, váy này chị nào từ 1m63 trở lên mới mặc được. Hàng này là hàng may F1 lại của Zara nhá. Cái váy này từ 1m6 đổ lên mới mặc được. Chị nào lấy váy này em xả 150.000 nhá. Bình thường các bạn thì bán váy này toàn 350 đấy ạ. 150.000. Ai lấy comment là 150 kèm số điện thoại giùm em nhá. 150 kèm số điện thoại này. Bộ vest freestyle ạ. Chị Anh Thư Võ lấy một set vest màu nâu nhá, là có cả quần cả áo luôn nhá. Đây, màu nâu đây nhá. Anh Thư Võ này. Rồi, cái này là 150k. 150.000. Đây là may fake lại của Zara. Ai mà hay xem đồ của hãng đó thì mọi người sẽ biết. 150 của chị Phương Thao không giấu. Phương Thao không giấu này. Một cái váy cánh tiên hàng Quảng Châu cho em. Màu vàng, hàng đây là hàng Quảng Châu không phải hàng Việt Nam đâu ạ. 100.000, xả lỗ nha. 100.000.
Ai lấy comment là cánh tiên vàng. Đây là hàng, đây là hàng Quảng Châu này. Form khoảng 54, 55 cân đổ về nhá, 55 cân. Hàng Quảng Châu chất cực kỳ đẹp luôn. Cái này 100 nghìn nhá. Ai lấy comment dùm em là cánh tiên vàng. Cánh tiên vàng kèm số điện thoại. Cánh tiên vàng kèm số điện thoại nhá. Cái bi này còn mấy nhá em ơi? Một đây chị à. À còn một bộ ngủ thỏ. Ai ai gộp đơn bộ ngủ thỏ ghi để số điện thoại nhá. Chị Ngọc Ánh ơi, bộ dăm hết hàng rồi ạ. Bộ dăm hết hàng rồi. Anh Thư Võ lấy cánh tiên vàng. Anh Thư Võ lấy cánh tiên vàng nhá. Đây. Bộ ngủ này, bộ ngủ thỏ này, ai lấy comment là bộ ngủ thỏ kèm số điện thoại giùm em nhá. Cái váy bi này còn mấy? Gộp vào đi để quay một thể đỡ mất công nói nhiều. Gộp vào chị. Đây cái bi đấy, miếng bi đấy. Gộp vài mẫu nào giống nhau gộp hết vào chị. Gộp vài chị nói một lần thôi, đỡ mệt. Cái quần này nhá, quần ống rộng size M. Quần ống rộng size M, quần này chất cực kỳ đẹp, made in Việt Nam cho em nhá, chất cực kỳ đẹp này. Chất cực kỳ đẹp, nó có đai buộc eo nhá. Cái quần này em xả 110 nghìn. Chị nào lấy comment là 110. Cái này bình thường chị đi mua 250 là chuyện bình thường. Chị Đào Nhật Vi lấy thỏ này. Đào Nhật Vi lấy thỏ. Đây nhá, cái quần này bình thường đi mua là 300 350 chuyện bình thường, chất đẹp lắm. 110 nghìn. Hôm nay đều là xả lỗ rồi, mọi người cố gắng chọn hai sản phẩm giúp em nhá. Đây. 110.000 size M nhá. Bởi vì cái dây này các chị buộc theo độ to nhỏ của bụng mình này. Còn cạt chun là chun co giãn. Đây này, nó có chun eo, chun co giãn nhá. Ai lấy comment là quần đi ạ. Phương Thao không giấu, ok chị này toàn mua đồ đấy. 37. À cái áo cánh tiên này, ai lấy áo cánh tiên nhỉ? Vừa nãy ai bảo lấy áo cánh tiên 40.000 em còn một cái. Áo cánh tiên 40.000 em còn một cái. Vừa nãy chị nào lấy hụt nhỉ? Đây nhá, áo cánh tiên. Áo cánh tiên. Em xem vest hồng chờ em chờ, các chị chờ em một chút em sẽ lên lại xếp này. Đây nhá, áo cánh tiên 40.000 còn một chiếc này. Áo cánh tiên 40.000 còn một chiếc nhá. Váy made in Việt Nam. Váy made in Việt Nam này. Ngọc 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 này. Ok Ngọc Ngọc Ngọc. Ngọc 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 số 9. Váy made in Việt Nam xả lỗ này 170.000. À đâu 160.000 xả lỗ nhá. Xả lỗ. Mà thôi 150.000 đi cho nhanh cho hết đi này. Đây nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. Made in Việt Nam giúp em này. Hôm trước nó xả một lần là 170 rồi. Bình thường em bán giá bán ở cửa hàng là 240. Em xả 150.000 mà các chị biết thừa nhà em làm sao mà lãi đến 100.000 một cái. Ai lấy này, cái váy này, nhưng mà cái váy này form khoảng 52 cân đổ về nhá, những chị to thì đừng chốt. Cái váy em mặc lên xinh cực kỳ luôn này. Màu xanh pha sơ mi nhá, đây. Quay gần cho các chị xem màu nhá. Màu xanh pha sơ mi. Mua hàng bên chị khó thế, nhưng mà em hôm nay xả hàng mỗi mẫu chỉ có một chiếc thôi. Thì làm sao mà biết được là nó có còn hay không? Ai lấy váy này comment là váy 150 giùm em. Cái này em chịu không giảm nó đâu, em lỗ mất 40.000 rồi, nhập về là 185, à lỗ mất 35.000 rồi. Nhá, 150.000 váy cổ cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là tiền nào của đấy, yên tâm là mặc lên cực kỳ xinh luôn. Cái này thắt nơ này, nói chung là cái form này mặc lên đẹp lắm luôn. Còn sót đúng một cái duy nhất, em treo lên chị. Hoàng Thị Loan hủy đơn hay làm sao? À bạn vừa đặt nhưng mà mới chốt cho bạn đấy không? Chị Bi Nari ơi, đặt trước mà có được đâu, chị có đặt trước đâu ạ. 150 của chị Nguyễn Thị Hải Yến. Chị có đặt trước đâu mà chị nói như thế á. Em khẳng định là chị không đặt trước nhá. Chị không hề đặt trước hai sơ mi hàng Việt Nam xuất khẩu. Size gì đấy? 36 là size M đấy. Đây. Con sơ mi này size M nhá, chất co giãn cho em này, 70.000. Ai lấy comment là A70K. Ai lấy comment là A70K dùm em nhá. Chị có đặt trước đâu ạ, à. Khổ lắm cơ. Chị thì lúc nào chị cũng thấy chị trước, nhưng thực chất là chị không hề trước ạ, à. Tức là chị thấy chị trước nhưng chị không hề trước đâu ạ, à. Đây nhá, 70.000. Cái này mà mặc với mấy cái quần công sở đi làm thì tuyệt vời không mà rời luôn. Nó dễ ngủ lắm. 70.000 này, chất cực kỳ đẹp cho em nhá. Chất không đẹp trả lại em luôn, hàng Việt Nam xuất khẩu. Chị Nini chốt A70K. Còn đơn mới nhỉ. Một set này.
một set này. Một set gồm hai áo xả. 75.000. Ai lấy comment là set 75 nhá. Đây. Nó có cái hai cái khăn turban. Mọi người thích buộc bụng hoặc là buộc cổ đều được, còn hai set à? Em đổ vào xem đủ không? Còn hai set nhá, 75.000 một set. Ai lấy comment là set 75 dùm em, hai áo luôn. Một áo form rộng, form to, một áo form vừa. Set 75, ai lấy comment là set 75 dùm em. Áo xanh phía sau là 95.000 nhá chị nhá. Set 75 dùm em nhá. Ai lấy comment là set 75, em còn hai này. Còn hai set. Set 75 kèm số điện thoại nhá. Set 75 cái gì đấy? Chào móc. Không bán một áo em ơi, cái này nó đi theo bộ rồi. Tức là một áo to và một áo nhỏ ấy ạ. Đây. Set 75 kèm số điện thoại cho em nhá. Kèm cả số điện thoại cho em nhá. Còn hai set đúng không? Cái set này bình thường các bạn thì bán 150, 170 thoải mái luôn ạ. Bởi vì chất đẹp lắm. Chị Quy Nguyên một set 75. Có ai có đơn rồi gộp không ạ? Áo đỏ là cái gì ạ? Ngân kim hình như có một cái này. Còn rất nhiều đồ em muốn xả cho mọi người luôn. Chờ em một chút. Đây. Có phải không biết phải cái đấy không? Hay là cái mẫu khác? Set 75 còn ai lấy không ạ? Còn một set em này. Chả hiểu sao sẽ lại bị out đây chứ. À đây cái áo 70 còn nhá. Còn một cái size 36 đây. Ngân kim còn lấy luôn ạ. Đây còn một cái size 36 và còn một cái size bao nhiêu đấy? Cũng 36 luôn. Áo 70 kéo này bao tiền? 70.000 đúng không? Hàng Việt Nam xuất khẩu. Đây nhá, cái áo 70.000 em còn hai cái nhá, còn hai cái hình như ngân kim lấy một cái hay sao ấy. Ngân kim hình như lấy một cái áo đỏ. Không em ơi, bên đây là đang xả bên kho nhá, cửa hàng thì đang không sale đâu ạ. Ai lấy cái này không ạ? Ai lấy cái áo Việt Nam xuất khẩu này không ạ? Chị gì nhỉ? Ngân kim à? Chị Ngân Kim ơi, chị có lấy cái này không? Ok, ngân kim một cái. Còn một này. Còn ai lấy nốt cho em nhá. Đây nhá, tag mark đầy đủ em thề luôn, chất đẹp lắm, chất co giãn. Màu ở ngoài nó không phải là cái màu đỏ tươi tươi như trong cam nên là không bao giờ sợ bị mặc bị xỉn hay gì luôn. Mặc cực kỳ tôn da nhá. Còn một cái 70.000 size 36. Size 36. Đây là em ôm được lô xả thôi. Chứ bình thường các chị mua ta không có đâu. Chị Nguyên Ly lấy set 75 kìa. Nguyên Ly. Đây nhá, cái áo này 70.000. 53 cân vừa chị ơi. Ai lấy thì comment nốt rồi. Còn đúng một cái. Còn đúng một cái nhá. Đây bây giờ em bán cái set này. Cái set này 99.000 cho mọi người này. Chị Diệp Tuyết đỏ 70 gộp đơn, hình như có đơn rồi đấy. Chị nhớ chị có một cái áo hay gì ấy. Một set này 99.000 này các chị ơi. Đây nhá, set bao gồm một váy 2 dây kèm áo khoác cho chị cái móc. Kèm một cái áo khoác bên ngoài màu đỏ nhá. Set này 99.000. Đây nhá, set này 99 cành. 99.000 một set. Set này thì em mới về nên còn cũng khá là nhiều. Ai chốt thì chốt set 99k kèm số điện thoại dùm em. Đây từ em mặc. Cái này form này khoảng 55 cân đổ về vừa. Đây nhá, nó một set như thế này. Về các chị có thể tách ra mặc cũng được. Mặc riêng áo hoặc là mặc riêng váy tùy mọi người. Nhưng đây là bán theo set. Set này 99.000. Chất len nhá, đây. Cái váy là chất len này. Len motogi không sợ mỏng đâu ạ. Có thể em quay lên là do đèn. Nhưng em khẳng định mặc lên không hề bị lộ luôn. Chất này cực kỳ ok. Em bán rất là nhiều rồi. Đây là về lần 2 rồi. Đây nhá. Hôm qua có những bạn mà qua lấy hàng luôn đấy ạ. Đây ạ. Cái áo khoác chất của nó cũng cực kỳ đẹp này. Cái áo khoác chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Áo bông vàng là áo gì ta? Em hết rồi ạ. Đây ạ, set này 99.000 nhá. Set này 99.000 cả một set. Cái này phải mặc lên nhỉ. Hôm qua hàng mặc lên đẹp ơi đẹp. Set 99k nhá, em kêu lên đi, không sao bán. Có 99.000 mà được hai sản phẩm. Chia ra một cái có 50, có năm mấy nghìn. Nguyễn Thị Hải Yến một set 99 này, đây nhá. Cực kỳ dày luôn, cầm nặng tay luôn chị ơi. 70k là cái gì hả chị Hiên Đô? Tí nữa em sẽ xả một ít đồ của em nhá. Em có một ít váy nhưng mà toàn đồ mới tinh thôi, chả mặc mấy. Có đầy quanh chu một set 99. Bởi vì là có những cái mà em... Đây, quanh chu một. Cái set vách kể đâu nhỉ?
đây nhá, cái em chào chị Hoài Ân. Cái áo bi này này, ai lấy em để giá 60.000, ai lấy comment là sơ mi bi nhá. Cái sơ mi bi này quá hot một thời rồi. Cách đây khoảng hơn một tháng nhưng mà bây giờ mặc vẫn rất ok, chất đẹp lắm. Các chị mặc sơ vi lên là đẹp. Cái áo này ai lấy em để 60.000 nhá, chất mát, chất đẹp. Ở đằng sau làm gì có set gì đâu ạ? À? Ở đằng sau là áo và váy riêng. Chị Trân Mai Thi mà lấy set 99 để số cho em nhá. Cái áo này 60.000, ai lấy comment là A60K cổ vest này, cực kỳ đẹp luôn, 60.000 nhá. A60K dùm em. Bây giờ lên một cái áo len. Còn một cái nữa. Set 9 B60 chị Nguyễn Hiệp. Đây cái áo này còn đúng một cái duy nhất. Size 52 53 cân mặc vừa. Ai lấy áo này em để giá 85.000, xả lỗ nhá. Ai lấy comment là A85K, chị An Nhiên lấy set 99 để số này. Các chị cứ chốt một mình mã số, em không chốt đơn đâu ạ. 85.000 nhá. Cái này những người là chị nhỏ nhỏ mặc đẹp này. 85.000. Áo chất len nhá. Hàng Quảng Châu không phải hàng Việt Nam nên đừng có đi so sánh. Đây là hàng, đây là hàng Quảng Châu, có những người nhập cái này về bán có 60.000 em thề các chị luôn. Không ăn thua đâu các chị ơi. KT Vương chốt áo, vàng cho em này. Set vest này. Set vest 119.000 nhá. Cái này là cái gì đây? Xanh xanh cái áo nỉ à? Gì đấy? Em chào chị Lam Phong. Trân Mai Thi lấy một set 99 này. Có chị ơi chờ em một tí. Đây, set vest này 119.000. Set vest kẻ nhá, 119.000 này. Cái form này khoảng 53-54 cân đổ về chân váy nhá. 53-54 cân đổ về set này 119.000. 119.000 set này là không sale nhá. Giá bán nhà em là 119.000 rồi. 119k. Ai lấy comment là 119 kèm số điện thoại. Đây nhá, set này khoảng 53-54 cân gì đấy đổ về tùy vào chiều cao nữa. Bảo Nhi lấy nỉ kẻ không thì chị chốt cho em luôn này. Nó không còn nhiều để chị quay ấy. Cái nỉ này thì sót 1-2 cái khách ao thôi. Có vét trơn chờ em một chút. Đây này, cái nỉ kẻ này. Câm ha một set 119 này. Cái nỉ kẻ này còn mấy cái em? 89.000 còn 3 cái à? Nhiều quá, 4 đây đây đây. 4. Bảo Nhi một cái ok, Bảo Nhi một này, còn 3 cái nhá. Set 99 An Nhiên lấy set 99 để số đi ạ. 119 của Lan Nguyên một này. Mấy cái này thì đều áp ảnh rồi nhá. Lan Nguyên một set 119 này. Ha Hồng mà lấy set 119 để số điện thoại nhá, 119 kèm số điện thoại. Nguyễn Nhân Gia Bảo lấy một set kẻ gộp đơn này 119 này. KT Vương một này. Chị còn đơn không? Lanh gửi cho chị đi. Chị Lam Phong còn đơn không? Để em kiểm tra xong em nhắn tin cho chị sau nhá. Đây cái áo này. Cảm ơn Bùi Thị Hà. Hello em. Cái áo này nhá, 89.000 còn 3 cái. Ai lấy thì comment nốt. Set 99 cho chị mượn nhỉ, có khách hỏi. Có set vest dài không? Có, chờ em một tí. Đây là áo nỉ bà ơi. Ha hông lấy gì nhỉ? Ha hông là lấy set vest 119.000 à? Đúng không? Ha hông lấy set vest 119.000 này. Đây cái set 99.000 là set này nhá, một cái váy hai dây. Như thế này kèm một cái áo khoác ngoài màu đỏ nhá. Cái set 99.000 là set này. An Nhiên một set 99 này. An Nhiên set 99 nhá. Đây. Set 99. Em ơi em cứ inbox địa chỉ rồi trước khi. Ok, Tú Nhi một nỉ kẻ. Tú Nhi một nỉ kẻ này. Set 99 đây nhá. Ai lấy comment là set 99, em cam kết chất đẹp với cái giá 99.000 luôn. Này cất được chứ.
Còn cái áo nỉ này là 89.000, còn duy nhất đúng 2 chiếc là hết hàng. Ai lấy comment đây, set vest 119.000 đây nhá. Đây. Set vest 119.000 đây, hôm qua bạn mẫu nhà em có mặc thử, ai cần xem lại thì xem ở livestream ngày hôm qua. Hôm nay em không quay lên, ngày mai đi chị Lam Phong. Em đang dọn kho, xem lúc chỗ này em dọn kho để quay lại, để quay lên. Và em mặc hết hàng rồi, em vừa bán mất rồi. Đây. Cái set này là 119.000 nhá. Chị Nguyễn Huyền lấy set 99k. Đau lưng thế. Nguyễn Huyền lấy set 99 này. Em một áo kẻ nhé. Phạm Phương Hoa mà lấy áo kẻ 89.000 để số cho em. Alo. Ừ. Em ơi, gì nhở? Em muốn tư vấn gì gọi điện sau nhé, chị đang bận, chị đang bán hàng tí, chị đang bận. Ok. Ừ. Nỉ kẻ lấy là comment 89 kèm số điện thoại nhá. Set vest này 119.000, còn ai lấy không ạ? Ok, không ai lấy em qua mẫu này. Áo nỉ xanh ở sau là 95.000. Bây giờ cho chị cái váy bi đi ấy. Đây bây giờ xả một cái set như này. Set S thôi nhá, một chiếc quần này và một chiếc áo. Cái này là trong hàng lô. Một chiếc áo như này nhưng mà size S là chị nào bé người sẽ mặc được. Set này xả 60.000 cả set. 60.000 cả một set luôn nhá. Ai lấy comment là 60k cái áo này. Size S thôi, áo kèm quần. 60.000 set này nhá, màu đen size S. Phạm Phương Hoa là lấy nỉ kẻ. Em đọc lại comment chị, hình như thế. Phạm Phương Hoa 89 đúng không? Thao Nguyên lấy áo nỉ kẻ sọc cộng set 99 này. Set 99 đâu nhỉ? Hình như cái bạn mặt trời có đâu nhỉ? Thao Nguyên là hai món này. Thao Nguyên. Chết rồi, hết pin. Nó mặt trời có đơn chưa? Mặt trời lấy một set 119.000. Mặt trời 119 đâu nhỉ? Đây đây. Mặt trời 34. Cái này Thao Nguyên. Số mới. 60k chốt Ngọc Ánh. 60k chốt Ngọc Ánh này. Set 60 chốt Ngọc Ánh nhá. Set 60 chốt Ngọc Ánh này. Set 60 chốt Ngọc Ánh. Một cái set trắng này cũng giả 60.000 luôn cho nhanh. Size gì đây? Size nó ghi mark size XL, size L mặc được rồi. Đây nhá, cái áo như này đằng sau buộc nơ đấy ạ. Cái dây đằng sau là các chị buộc nơ nhá. Kèm một chân váy. Cái này size M mặc được rồi. Cái chân váy nó không to quá đâu, size M mặc được rồi. Có hai lớp nhá, có một lớp quần bên, quần trắng mỏng bên trong này. Ai lấy set trắng 60 comment là set trắng 60 giùm em. Set trắng 60 nhá, đây. Set trắng 60.000, chất cực kỳ đẹp luôn. Vừa chị Nguyễn Đường. Đây nhá. Set này là 60.000, em cho túi cho chị này. Cho chị cái váy bi đâu. Set 60 chị Ngọc Mỹ. Cái yếm bi này nhá. Yếm bi này xả 89.000 này. Ai hay mua nhà em thì biết đây, bây giờ sót 2 set bi này. Set váy yếm nhá, váy dáng yếm bi này. Cái váy này 89.000, chất cực kỳ đẹp luôn. Bảo Yến sau. Đây nhá. Cái này nhá, giá là 89.000 này, cực kỳ xinh luôn, tay buộc nơ. 89.000. 89k kèm số điện thoại nhá. Set trắng hết rồi chị Phương Nguyên. 89k kèm số điện thoại giùm em. Còn hai cái. Xinh lắm. 89k. Vest kẻ là cái gì em? Em có chưa Nguyễn Nhân ra bảo. Váy bi 89.000 còn hai cái. Ai lấy comment 89k kèm số điện thoại. Cái này chất cực kỳ đẹp. Chất cực kỳ đẹp luôn. Ờ đúng rồi, lần trước chị lấy cái váy bi này 120 đúng rồi, đấy là giá ban đầu em bán. Bây giờ em xả. Chất đẹp đúng không chị? Chất này cực kỳ đẹp luôn ấy. Với cái giá kể cả 120 nó vẫn là rẻ cơ. Chứ không phải nói đến giá là 89.000 đâu ạ. Ai lấy comment là 89k kèm số điện thoại đi ạ. Cực kỳ đẹp luôn, em khẳng định. Set 99k là vải len mỏng em nhá.
Set 99k là vải len mỏng. Cái vải bi ấy đẹp mà. Tiếp một set này. Kể cả giá 120 em thấy nó vẫn rẻ so với cái chất của nó ấy. Cái đấy vì chất đẹp quá nên em ôm quá nhiều, mấy trăm cái đấy. Nên là bây giờ nó dư 1-2 bộ. Quần ống rộng kèm áo phông set thôi nhá. Set này ai lấy em để giá là 60.000. À 70.000 quên. 70.000 set này nhá, đây cái áo phông này. Chị Nguyễn Thừa một cái 889 em nhỉ. Đây nhá. Set này 70 cành nhưng mà set thôi, chị nào bé bé người mặc được chất đẹp lắm. Chị Nhi Nguyên lấy một cái váy bi. Nhi Nguyên một cái váy bi. Đây là quần kèm áo 70.000. Mình nhận hàng hai lần rồi nhé, không hề bom nha. Em cảm ơn chị Hà Trân. Em cảm ơn chị này. Set này nhá, chất đẹp lắm. Ai lấy thôi để 65.000 đi. Quần ống rộng kèm áo 65.000 set. Ship 30 đến 35.000. Các chị mua 2-3 sản phẩm vẫn giá ship như thế, 4 sản phẩm vẫn giá ship như thế. Nên là các chị cố gắng gộp đơn thì các chị sẽ đỡ tiền ship ý. Cái áo xanh phía sau là 95.000, hàng Quảng Châu. Còn một cái áo Việt Nam xuất khẩu CS, Việt Nam xuất khẩu CS 85.000. 85.000 Việt Nam xuất khẩu CS nhá, chất cực kỳ đẹp. Việt Nam xuất khẩu CS. Việt Nam xuất khẩu CS này 85 cành. Nước đâu nhỉ? 85.000 đấy thì chị ra lấy. Ai lấy set ống rộng 65.000 để số nhá. Set ống rộng em sẽ lấy một ít nỉ trơn xả. Ok, cốc đâu? Cốc uống ra. Có. Chị Ha Hông lấy 85k. 85.000 là cái gì? À, cái áo Việt Nam xuất khẩu sẽ 50. Còn nhiều sơ mi Việt Nam xuất khẩu lắm, bây giờ không lôi ra cơ. Bây giờ em sẽ lên một mẫu quần nhá. Quần này là quần em mua của cái gì nhở? Cái bọn gì mà quần bò đẹp nhở? À, em mua trong cửa hàng Made in Việt Nam. Đây là size 5 tương đương với size L nhá. Tương đương với size L là chị nào lấy em để 100.000. Em mua là 400 ấy, 308. Chị nào lấy không ạ? Em giặt rồi nhưng mà em không mặc đâu. Bởi vì em béo quá, thích lên thì mua thôi. Ít khi em mặc quần bò lắm. Quần bò lửng hàng Made in Việt Nam nhá. Chị nào lấy em để 100.000 cái quần này. Chất thì cực kỳ thích, các chị mặc vào mà xem. Chất co giãn nhá. Đây này, chất co giãn 100.000 tương đương với size L đấy ạ. Khoảng 55-57 cân. Ai lấy quần đấy em để thôi 90.000 đi. 90.000 nhá. 90.000. Lên giá bò nhá. Có hai hình. 90.000 cái quần đấy. Cái áo bò này. Áo bò đằng sau có hình này. Chị Nguyễn Hiệp lấy quần nhá, 90k. Cái áo bò này nhá, áo bò này là hàng Quảng Châu. Chị nào lấy em để với giá là 159.000 một cái nhá. Đây. Đằng sau có hình này. 159.000 là quá rẻ, bình thường đi mua áo khoác bò toàn 250. Làm gì có giá 159.000 mà form rộng nhá. 159.000 nhá. Và em mặc hết hàng rồi ạ. Ai bảo xem cái váy đằng sau nhỉ? Cái váy đằng sau chị nào lấy em để 155.000 là em xả lỗ rồi. Không phải lỗ mà lãi được, chắc được 5.000 coi như tiền phí vận chuyển. 155.000 nhá, đây là hàng cũng hàng Quảng Châu này. Cái váy này còn đúng hai cái thôi, 155.000. Ai lấy comment là váy len 1155 giùm em. Đây là chất len nhá. Chất len. Áo bò form này form to đấy, bởi vì mình cũng khá là to, mình đang bầu nhá. Áo bò chất cực kỳ đẹp luôn. Chưa đục khuyết. Áo bò nhá, đây là form lớn đấy. Ai lấy mình sẽ để 155.000 một chiếc áo bò, quá là rẻ luôn, còn đúng 3 chiếc. Ai lấy thì comment nhanh, không thì sẽ không có luôn. Bởi vì áo bò bình thường rẻ béo cũng là 250 rồi. Giá bán ra ấy ạ. Đây. Xinh lắm. Chị Phương Thảo lấy cái gì 159 là cái bò này à?
Chị Phương Nguyên không giàu lấy áo, lấy áo bò này. Hàng hàng Quảng Châu nhá. Chị Phương Nguyên cái áo bò này. Chị Phương Phương Thảo áo, áo bò này. Còn còn hai chiếc, còn hai chiếc là hết nhá. Ai lấy thì comment cho em. Áo xanh ở sau là chất nỉ. Áo xanh ở sau là chất nỉ này, cái áo ren này nhá. Cái áo ren ren trắng này cũng khoảng size L. Chất cực kỳ đẹp luôn. Chất cực kỳ đẹp luôn. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Áo này hàng 2 hen tuyển. Chất cực đẹp. Chất cực đẹp này chị nào lấy em để giá là 95.000. 95.000 hàng 2 lớp nhá. Nói thật là bình thường các chị đi mua áo này cũng phải 2 lít rưỡi là ít. Chất đẹp lắm. 95.000. Chị Phương Thao Nguyên lấy áo bò này. Ai lấy áo bò nữa để số đi ạ. Chị có một bạn chốt mà không để số mình không chốt được nhá. Đây. Áo này 95.000 quá điệu luôn này. 95.000 nhá. Phan Diệu lấy ren trắng dồn đơn này. 95.000 nhá, đẹp. Kéo ren trắng đẹp dã man. Một chiếc chân váy hàng 2 hen tiếp tục size 9 tương đương với size L. Tầm size L là mặc được là chân váy dập ly có 2 lớp nhá. Riêng những cái hàng mình đã nói hàng tuyển thì chắc cực kỳ đẹp. Có 2 lớp này, bên trong có một lớp lót này, được chưa ạ? Mà lớp lót của nó lại rất là tinh tế luôn. Nó không phải là lót kiểu quay tròn mà nó còn sẻ cho mọi người nhá, để mọi người đi xe cái thứ cực kỳ dễ. Oanh Chu lấy một chiếc áo bò hết hàng này. Lan Nguyên ơi, còn hình này, còn một chiếc hình này màu khác. Lan Nguyên có lấy không ạ? Màu nhạt hơn một tí. Đây còn một chiếc màu nhạt hơn này. Nếu mà Lan Nguyên mà lấy thì comment nhá. Cái chân váy này ai lấy em để 100.000 này, có dây treo trong tủ. Bình thường các chị đi mua chân này không giá 250 em không tin luôn. 100.000 ai lấy comment là chân váy 100k. Em này bụng khoảng size ML là vừa, size M thôi, size M là vừa rồi. Size L sợ hơi chật. Dập ly đẹp lắm luôn đấy, dập ly này. Mà cái ly nó đẹp nhá, hàng dày dặn, không phải hàng mỏng tèo tèo các chị đi mua ở ngoài. Kể cả các chị đi mua cái chân váy ở ngoài 150.000 không bằng chất của cái chân váy này đâu ạ. Ai tin em thì lấy. Áo xanh này là 95.000. Bạn gì ơi, bạn gì có lấy cáo bò hình này không nhở? Hình cô gái này nhá. Lan Nguyên à? Cái chân váy này 100.000, chị đã tin em thì lấy, mà nếu không lấy thì thôi em để khi nào em chửa sao em mặc. Đẹp váy trưởng. Váy em mặc hết hàng nhá. Sơ mi kẻ này, đẹp dã man luôn, chất đẹp lắm. Nó đang bị nhăn vì để ở trong tải ấy, bỏ ra. Lê Tây Huyền Trang lấy chân váy, ok. Váy em hết hàng rồi. Váy em mặc hết hàng nhá, đây là chất cực kỳ đẹp. Chất mát lắm luôn, màu đẹp này. Ai lấy cái sơ mi này em để với giá là 100.000. Ai lấy comment sơ mi 100k giùm em. Sơ mi 100k Hà Vi tưởng ngủ. Tưởng ngủ. Đã đói chưa? Sơ mi 100k. Sơ mi 100.000 nhá, chất cực đẹp luôn. Sơ mi 100.000. Chị nào thích mặc kiểu lạ lạ chốt con này nhá, bởi vì bản thân em rất là thích. Không ai lấy đi trên kia chị. Ơ cho chị cái váy Quảng Châu kia. Có màu đỏ này. Nè cầm lấy. Áo phông đây có mấy hình cực kỳ đẹp luôn này. Áo phông nhá. Hả? Chân váy 100k hết rồi ạ. Áo phông này nhá, áo kéo này 80.000 này. Ai lấy comment là P80k. Cái này mặc dấu quần nhá. P80k này. P80k đây là hai em tuyển nhá. Mình lên một mẫu váy Quảng Châu cho cả nhà nhá. Xả mẫu Quảng Châu này. Còn đúng hai chiếc, một chiếc đỏ, một chiếc vàng. Sơ mi khoảng size M là mặc được ạ. Sơ mi size M là vừa. Sơ mi khoảng size M nhá, size M. Hình đẹp mà, hình cô gái đẹp mà. Chị thấy cái màu hình cô gái đẹp. Còn một cái 80k là gì ấy? Hương Thảo dồn đơn. Chị Lê Tê Huyền Trang lấy cái sơ mi 100 ấy. Đấy đẹp luôn bà Trang nhá. Nói chung là cái nào mà em khen đẹp thì các chị cứ yên tâm. Đây. Cái váy này nhá các chị ơi, cái thắt lưng này nó còn vào được nữa, nấc nữa cơ. Nói chung là cái thắt lưng này thì size nào cũng vào được. Cái váy này nó ghi là size M nhá, váy này đang là size M. Có ngay cái này, có cái này đang tìm. Lê Tây Huyền Trang là cái đấy đi đã, cái sơ mi 100 đi đã. Cái thắt lưng này nhá, tôi tháo ra đã.
cái thắt lưng này. Cái này là nó kèm thắt lưng có màu đỏ và màu vàng. Cái váy này bình thường là bán 250. Hôm nay em xả 180.000 xả lỗ nhá. 180 là xả lỗ thôi, 170 đi. Ai lấy comment là 170 kèm màu. Chị nào đã mua đầm này bên em rồi cho em cái feedback đi ạ. Xem là chất nó có đẹp không ạ? 170.000 nhá. Còn một vàng và một đen, à một vàng một đỏ. Đây là có thắt lưng này. Nó có thắt lưng nhá, đây. Thắt lưng này nhá. Cho em dồn đơn hôm qua, Lê Tây Huyền Trang có đơn hôm qua. Hả? Chị Ngọc Mỹ lấy màu gì ạ? Chị Ngọc Mỹ mà. Xả 170 là xả lỗ nhá. Ngọc Mỹ rồi. Chị Ngọc Mỹ một cái 170 là xả lỗ nhá. Hàng Quảng Châu này tăng mắc đầy đủ luôn nhá. Còn một chiếc màu vàng. Nói chung là chị nào hay mua thì cũng đã biết form mẫu nhà em mặc rồi. Đây. Còn một chiếc màu vàng cho em nhá. Chất cực đẹp, các chị mặc suông cũng được. Giá 170 không hề đắt so với chiếc váy này. Bởi vì nó là hàng Quảng Châu. Các shop khác bán 300.000 là chuyện bình thường. Nếu mà hàng, nếu mà để mà mang vào trong shop, bán 300.000 thoải mái. Áo xanh đằng sau là 95.000 nha bạn nhá. Cái này thì thực ra nó có đai bụng ấy, nên là cân nặng nào hầu hết mình cũng thấy ok. Bởi có đai eo rồi. Này treo chị cái màu vàng lên rồi. Màu vàng đẹp mà. Tí xả 8.000 vào trong 15.000 đi. Chị cái tập không. Cái gì đây? Mong lên. À gì đây, set à? Set này vừa lấy còn một à? Set này 65.000, còn một này vừa lấy chốt cho hai một set rồi này. Còn dư một set 65.000. Hồ Mi lấy cái nỉ xanh dồn 95.000 nhá Hồ Mi. Váy đen đằng sau nỉ không vừa đâu, bầu không mặc đâu bạn ơi. Cái này nhá, 65.000 cả một set quần ống rộng kèm này nhưng mà size S thôi. Người bạn nào nhỏ nhỏ mới mặc được nhá. Áo chất co giãn cực kỳ thích luôn, chất sướng cực luôn, chất á, sờ á, mát tay luôn nhá. Ai lấy set 65, con đây là set 65 dùm em, còn đúng một set em xả 65.000. Set 65 kèm số điện thoại. Ok, chờ tôi một tí. Set 65 nhá, một cái áo Quảng Châu này. Một cái áo trễ vai Quảng Châu xả 80.000. Chị nào lấy comment là áo 80k hôm nay xả lỗ hết nhá. Ai lấy set 65 để số nhá. Cái này là hàng Quảng Châu, đằng sau có chun này. Set 65 chị Hồ Mỹ dồn luôn. Cái áo này nhá, 80.000 hàng Quảng Châu. Màu hoa cực kỳ đẹp luôn này. Có cái trễ vai như này nhá, mặc kiểu vai trễ. Cái này 80.000 chị đọc đúng không? Đây 80.000 em xả nốt để dọn thôi. 80.000. Cái áo này màu quá đẹp luôn. Màu vàng mù tạt đẹp lắm, nói chung là đẹp. Vàng kiểu, nói chung là khó diễn tả. Dồn hết ra đây cho chị với. Bụng thì đã ấy rồi, cứ bắt cúi xuống. Dồn hết đây. Gì đây, chân váy chân rủi như gì đây. Chào đấy, không ai mua luôn. Đẹp mà, 80.000 rẻ quá. Áo sóc đen nỉ hết rồi em ơi. Sóc đen nỉ hết rồi đúng không? Để xem có khách nào ao không thôi. Cái váy này nhá, 50.000. Váy chài neo 50.000. Cái váy này thì mặc đồ lót màu da cho em là không lộ. Chị Nguyễn Hường chốt 80.000. Cái điều hồ đơn rồi đấy. Cái này nhá, 50.000. Cái váy này mà mặc đồ lót màu da là không hề bị lộ luôn. 50.000 nhá. Ai lấy comment dùm em, chị Thanh Hoa sau mất rồi. Ai lấy comment là V50K, đây là váy sơ mi màu trắng. Các chị mặc đồ lót màu da dùm em. Chị Huỳnh Kim Thoa chốt 50 này. Ô, đây là set mất cái áo rồi em. Cái này là set, chị khẳng định luôn, mất áo rồi. Các em làm rơi áo đâu rồi, đi tìm đây nhá. À, còn một cái áo 40.000 nữa này. Đấy, cứ vứt linh tinh xong bây giờ cứ lòi ra. Áo cánh tiên 40.000 nhá, ai lấy comment là cánh tiên 40. Váy em mặc hết hàng rồi, đây, chất co giãn nhá. Váy cánh tiên 40 dùm em. Áo cánh tiên 40 dùm em. Áo cánh tiên 40 kèm số điện thoại. Áo cánh tiên 40 kèm số điện thoại. Cái váy hồng 30.000. Váy hồng 30.000 nhá. Cái này phải mặc đồ lót màu da này. Váy hồng này 30k. Ai lấy comment, ở đấy cả bộ của nó đấy. Váy hồng 30 kèm số điện thoại. Váy hồng 30 nhá. Mình trước mà gì không biết nữa. Cái áo cánh tiên không ai chốt à? Vừa đây chốt tranh nhau đấy.
ta không tìm thấy để chốt cho khách đi, xong rồi bây giờ nó cứ. Chị Huỳnh Kim Thoa dồn váy 30. Nguyễn Dung Cánh Tiên 40 dồn đơn. Cái bộ này có phải quần bị bẩn không? Quần bị bẩn à? Giặt được không? Cái này chẳng may là để ở dưới chắc nó quên linh tinh thôi. Set này ai lấy em để set này 50.000 cả set. Này cả áo luôn nhá. Nhưng mà đây là size XL, size to đấy. Chị nào to to người mới mặc được. Set 50.000 nhá. Áo này. Áo cổ này. Size XL nhá, size to, kèm quần ống rộng. Đây là cả một set màu kem. Set 50.000, ai lấy comment là set 50.000. Ai lấy comment là set 50k giùm em. Em lên một ít phông này, phông Việt Nam xuất khẩu. Em ơi, một bọc phông. Phông vàng còn S và còn hai là set S. Set 50, set 50k của Ngọc Hồng Ngọc. Đây nhá, cái áo này hàng Việt Nam xuất khẩu bị nhăn này nhưng mà chất đẹp lắm. Nó nhăn thì chất nó mới đẹp ấy. Nó bị nhăn bởi vì là kiểu cứ khách ao ra cứ vò để đây. Đều còn size S. À đâu, màu tím là size M. Màu tím là size M. Màu vàng là còn hai cái size S. Xả 40.000 một cái. Ai lấy comment màu kèm size nhá. Màu kèm size, đây là may của may lại của Zara này. Cái túi đấy mọi người nhớ không? 40.000 ưu tiên chị nào gộp đơn nhá. 40.000. Màu tím là size M. Màu vàng là còn hai cái size S đây. 40.000 chất đẹp lắm. Chân váy có, chờ em một chút. Phông đấy chất quá đẹp luôn, đúng thật. Chị Ngọc Mỹ lấy một tím một vàng. Màu vàng còn một, còn một cái size S. Chị Nhi Nguyên xong mất rồi. Em còn một cái size S màu vàng. Nói chung là chất đẹp lắm. Mặc các chị mặc chỉ có sướng thôi. Size S màu vàng còn một cái nhá. Ai lấy thì lấy, lấy nốt này. Áo phông Italy. Áo phông Italy 30.000 một chiếc. Ai lấy comment là P30K. Áo tím hết rồi ạ. P30K kèm số điện thoại. À bây giờ chờ chị đi nhá. Ui dãi 1:30 rồi cơ á. Nhanh nhở. Nhưng tính ra mình mới quay được hơn 1 tiếng à. 12 giờ mới quay. 12 giờ hơn. KT Vương này. Vàng 40 chị Diệp Tuyết kìa. Chị Huỳnh Kim Thoa rồi một cái 30 này. Một cái váy chài neo trắng 70.000 này. Váy chài neo trắng 70.000 giùm em. Váy chài neo trắng 70k. Ai lấy comment là V70k còn đúng một chiếc. V70k kèm số điện thoại nhá. V70k kèm số điện thoại. Xả hàng có vẻ nhanh đâu. Này đếm thiếu nhá. Trả lại cho nó đây này. Hôm qua em biết em đếm nhầm một cái váy kẻ khác vào không? Vâng. Em xiên này lên đi, có hai cái này. V70 chị Ha Hâm gộp đơn. Cái váy này hàng Quảng không Châu body nhá. Cái này em sale lỗ cho các chị luôn này. Sale lỗ còn 130.000. Cái này chất cực kỳ đẹp, hàng Quảng Châu. Đây là body, chị nào mặc được thì mặc này. Đây, cái vạc nó xinh lắm đây nhá. Các chị nhìn thấy không? Màu đen đây, một này. Nó có một cái rớt vai. Đó, mặc rất là thích thi đây. Đúng kiểu như này, như là em đi ra đỡ chói ở đây. Cái này là hàng Quảng Châu 130.000 nhá. Xả lỗ 130. Xả lỗ rồi nhá. Này, mắc. Nói chung là cái hàng này bình thường Hot Girl bán 300.000. 130.000 xả lỗ, cái này là nhập bên... em đánh hàng bên Quảng Châu về. 130.000 nhá, một cái duy nhất. Cái bi đâu em? Cái bi nhá, cái bi này cũng 89.000 này. Bi to hơn bi vừa nãy. 89.000. Ai lấy comment 89k 70.000 là gì đấy? Chốt rồi đúng không? Đấy mày đấy. Dư lại được khổ không? 89.000 chất cực đẹp luôn nhá, còn hai cái. 89.000 còn hai cái. Form khoảng 56 57 cân đổ về, chất cực kỳ đẹp. Chất cực kỳ đẹp nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy comment là V89K kèm số điện thoại. Ok, Đặng Bình chờ một chút bởi vì mẫu đấy mình cũng lên rồi. Set này size L nhưng mà size M là mặc được rồi đây. Một áo và một quần. Một áo một quần, xả set này 60.000. Ai lấy comment? À đây chân váy chứ.
Ai lấy comment là set, set 60 dùm em, chất phông cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà thực ra set này chỉ size S thôi, bởi vì cái chân váy nó khá là bé, à size M thôi. Chân váy này chỉ S M mặc vừa thôi, co giãn này. Set này 60.000 nhá. Chất cực kỳ đẹp, đây cũng là hàng Quảng Châu, hàng lô Quảng Châu. Đây. Set 60. Ai lấy comment set 60 Ngọc Hồng Ngọc này. Có một cái váy hàng Made in Việt Nam size S. Made in Việt Nam size S nhá. Đấy, các chị cứ có thể, các chị có thấy khổ không? Tự dưng các chị cứ chốt đơn xong hủy đơn. Thế là em đây, khổ không? Hôm nay lại phải giã họng ra để ngồi xả hàng. Trong khi hàng này là khách chốt hết rồi, nhưng mà khách sướng mồm lên khách chốt. Xong rồi khách thích khách hủy thôi. Đây nhá, cổ trúc cơ size S này. Cổ trúc cơ size S cho em này. Váy này xả 90.000. 80.000 đi, ai lấy 80.000 size S nhá. Hàng Made in Việt Nam. Không hề bị mỏng đâu, mặc đẹp lắm. Set 60 hết rồi đúng không? Cái váy này nhá, mặc lên đẹp cực kỳ luôn. Cái cổ trúc cơ ấy, màu nhấp nhánh cũng đẹp. 80.000 thôi, xả lỗ rồi nhá. Đấy, đi không ai chốt à? Cái hoa này nhá, xả lỗ 100.000 này. Xả lỗ 100.000. Cái hoa này nhá, đây có 2 dây và có một. Đấy, đây này. Xinh cực kỳ luôn, 100.000 nhá. Đây, 80 dồn, thao nguyên. Đúng không? 55. Đây ạ, cái váy này nhá, 100.000 cũng hàng Quảng Châu, cũng xả lỗ luôn. Khẳng định với mọi người, nhập về đã là 120 rồi. Đây, 100. Đấy, chỉ vì những khách mà thích chốt vui bây giờ khổ này đây. 100.000 cái này mà chị nào bầu bì muốn mặc che bụng thoải mái nhá, đẹp lắm. 100.000 Nguyễn Thị Hải Yến dồn dồn đơn này. Đấy, cái này cũng thế gì nữa. Chút hết rồi bây giờ tự lòi ra đâu không biết. Con váy ren, ren trắng hay size S nhá, 70.000 cho chị nào lấy. Chất ren đẹp, hàng 2 lớp. 70.000 nhá, cho chị nào lấy, bình thường đi mua ít phải tầm 170. Xả 70.000 chất ren mềm, không phải ren ren cứng đâu mà size S thôi. Ren mềm nhá. Chất đẹp ra ma luôn, hàng Quảng Châu mà. Ai lấy comment là V70 70k giùm em. V70k cho chị cái set kia, cái set kẻ kia. Dưới em ấy. Set kẻ nhá. Chân váy ghi size lớn, chắc chỉ size M thôi, mặc cái thoải mái. Đây nhá. 70k Anna Nguyễn. Đây. Cái chân váy kẻ này, chân váy kẻ nhưng mà cái áo nó hơi bị bẩn một tí, các chị về giặt được nhá. Xả lỗ set này luôn đây. Cái áo nó hơi bị một cái chấm vàng ở đây một tí thôi, về các chị giặt giùm em. Set này em xả lỗ giá là 90.000, bởi bình thường riêng cái chân váy các chị đi mua đã 150 rồi chứ không phải là cái áo. Set này 90. Ai lấy comment set 90 size M thôi. Mắc đi size L. Nhưng em nghĩ thì size M mặc vừa thôi. Size M mặc nó thoải mái ấy. Set 90k. Set 90k nhá, còn đúng một set duy nhất. Set 90. Chị Violet Salem chân của bữa hôm qua. Còn một cái váy 30.000 này. Hà Vi ngủ mất lành. Váy cánh tiên 30k. Ai lấy comment là váy 30k dùm em size S mặc vừa. Váy cánh tiên 30.000 nhá. Váy cánh tiên này 30.000, ai lấy comment 30k. Set size gì đây? Size S thôi. Set này size S thôi nhá. Người chị nào bé chốt set này đẹp này. Một chân váy và một chiếc áo. Chiếc áo thì form rộng. Chiếc áo thì form rộng nhưng mà sơ vin với chân váy cho em nhá. Đây. Cả một set này em trả với giá là 110.000. 110.000, ai lấy comment là 110 kèm số điện thoại. 110. Hai. Chị Nguyễn Hường rồi. Miami. Set này 110.000 nhá. Đầm đang mặc hết rồi ạ. Gì này? 58. Có một set này nhá, xả 55.000 này. Set quần ống rộng kèm áo phông 55.000.
Đây. 55.000 nhá. Set này 55.000 một áo một quần. Chất đẹp lắm. Set 110 thanh hoa dồn đơn. Thanh hoa. Em lấy kéo đi. Set này 55.000 set này 55.000. 55.000. Set 55 của Hoàng Ngân dồn đơn. Các chị ơi, hôm nay em đã xả rồi nên đừng có ai chốt thôi, chị lại bom hàng của em. Nó lại bảo em ơi chị là lấy cái nọ mà không lấy cái kia là mệt lắm. Lấy cái nọ không lấy cái chai mệt lắm. Này set này, một cái chân váy. Cái này cũng size SM, chất có giãn đấy, size M mặc được đấy. Đây, chân váy đen kèm áo phông trắng. Đây nhá, set này nhá. Set này xả cũng set này xả với giá là 100.000 luôn. Ai lấy comment là set 100. À set này 110.000 chứ quên, 110.000. 32. Ai lấy comment là set 110. Ai lấy comment là set 110 nhá. Set 110 kèm số điện thoại. Set 110 nhá. Set 110. Set phải kẻ gì hết rồi đúng không? Cái áo này size L kèm. Đây cực kỳ xinh luôn nhá. Đây cái áo đằng trước đây nhá, nó có cái dây buộc này, các chị buộc nơ ở sau. Cho chị cái quần của nó với. Nhi Nguyên set 110. Đây nhá cái quần này. Quần ống rộng, set này size ML thoải mái này. Size L mặc được nhá, đây. Cái khóa ở đây là để thế này nhá. Bây giờ các chị mặc cái quần này lên. Xong rồi cái áo nó cũng có một cái khóa này. Các chị thích thì các chị khóa cái áo với cái quần cùng với nhau ấy. Để khi giơ tay lên nó không bị lộ, kiểu như thế, ý đồ nó là thế. Nhưng một set này cực kỳ xinh. Set này chị nào lấy em để 100.000 luôn, set này đẹp lắm. Set này yên tâm là không thiệt đâu, đẹp dã man luôn. 100.000 nhá, size ML. Set này cực kỳ đẹp, 100.000 size ML. 100.000 size ML, bình thường riêng cái quần này đã 120-130 rồi. Size 100 chị Phương Nguyên, không giấu. À, cái set 55.000 vừa nãy còn một này, vừa nãy ai lấy mà hụt nhỉ? Em kéo lên chị ơi. Set 55 này còn một set mà vừa nãy ai chốt hụt nhỉ? Ngọc Ánh nhá. Ngọc Ánh ơi, Ngọc Ánh có lấy set này không nhỉ? Set 55k, có ai lấy không ạ? Set 55k, một cái áo phông, một quần ống rộng nhá. Set 55k. Xem mấy set này sai gì đấy chị ạ? Sai là cả thắt lưng. Cái màu nó cái nhìn ngoài được không? Lê Tây Huyền Trang nhá. Đây em lên một set này. Set này thì em còn 4 set cơ. Đây 62. Này chất đẹp dã man luôn. Cái áo mà như thế này nhá, nó có cái ren ren ở cổ như này nhá. Có ren ren ở tay này, nó mít ý. Đây kèm một cái chân váy. Đây. Đây nhá. Size M rồi. Đây kèm một cái chân váy có thắt lưng này. Có thắt lưng nhá. Set này có ai hình dung ra không ạ? Set này ai lấy em để với giá là 120.000. Ai lấy còn 4 set à? 23. 120.000 nhá, đẹp lắm. Cái riêng cái chân váy cũng đẹp này. Cái này em chưa cài hết khuy nhá, có thắt lưng nhá. 120.000. Ai lấy comment set 120. Set 120 nhá, size M nhá. Set 120. Đẹp dã man luôn này. Lan Nguyên 120 một set này, lấy. Xem có cả chân váy có thắt lưng ngoài họ nhá. Ai lấy để số điện thoại nhá. Đây. Này riêng cái chân váy bình thường đi mua cũng đã 150.000 rồi.
chứ không nói đến cả set được thêm một cái áo. Đây thắt lưng nhá. Đây là kèm thắt lưng như này, chân váy này, đẹp lắm. Váy mặc hết rồi chị ơi. Đây nhá. Chỉ có M thôi em ạ. SM đều vừa bởi vì nó có thắt lưng này. SM đều vừa. Sách váy kẻ 90 là cái gì đấy? Còn ai lấy không ạ? 120, chị Duy Vương mà lấy để số đi nhá. Cái set này 120.000 không hề đắt đâu ạ. Chia ra có 60.000 một sản phẩm. Thì thử hỏi là đắt hay là rẻ. Này, bình thường một cái áo này cũng 150.000 rồi nhá các chị nhá. Không bao giờ có cái giá 120 luôn. Này, em lấy đi, chị lấy ảnh. Chị có ảnh không? Còn gì không này? Váy xanh 50.000 này. Chất co giãn. Chất này mùa thu mặc nhá. Size L nhưng mà size M mặc được rồi. Size 120 rôm vui vẻ 1. Cái váy này 50.000. Vai trễ 50.000, ai lấy comment là V50K. V50K giùm em. Đây. Một cái set này mặc đi biển cực kỳ đẹp nhá. Nó có cái áo ren và một cái váy 2 dây. Cả cái set này là 55.000. Ai lấy comment là set 55, set 55K giùm em. Lê Tê Huyền Trang lấy 120. Thùy Linh 1 cái 120 nhá. Hết chưa? 62. Là hết luôn đúng không? Đây nhá. Cả một cái này 55.000 chị Huỳnh Kim Thoa. 50.000 chị Trần Kim Thoa. 50.000 chị Trần Kim Thoa. Còn đây là chị Huỳnh Kim Thoa 55.000. Cho cái ren vào trước đi đã, không nhầm. Cái váy này size S 30.000. Váy size S nhá, 30.000. Ai lấy comment 30K size cực kỳ bé luôn á. 30K nhá. 30K. size S nhá. Chốt size gộp đơn thôi ạ. Một cái váy Quảng Châu, váy cánh tiên xanh. Cũng 100.000, hàng Quảng Châu dòng cái vàng rồi đấy. Ngọc nhá. Cái này 100.000, sắp xong rồi. 9. Một tay gummy, dạ vật. 100. 100.000 cái này nhá. 100.000 cái này. Cái móc đây. Móc này. 100.000 cái cánh tiên xanh, hàng Quảng Châu không phải hàng Việt Nam đâu nhá các chị nhá. Hàng Quảng Châu không phải hàng Việt Nam đâu ạ. Kéo hoa này hàng hai hen nhưng mà chất cực kỳ đẹp. Hai hen tuyển nhá, riêng hai hen tuyển nhà em các chị yên tâm mà mua nhá. Cái phông này 70.000. Phông 70.000 nhá. Phông 70.000 chất cực đẹp, màu cũng đẹp. Ở đằng sau là trắng này. Phông 70. Các chị cứ nhận hàng đi rồi sẽ bảo em ơi sao hàng này đẹp thế, không muốn mặc hàng ấy kia luôn. Cái áo này nhá, 79.000. Áo này chất len 79.000 nhá, không hề bị mỏng đâu ạ. Chất cực kỳ đẹp đây, chất như thế đấy. 79.000 nhá, cái áo này tay lê lê ở dưới mặc cực kỳ chảnh luôn. Tay dài lê ở dưới mặc cực kỳ chảnh luôn nhá. 79.000 cái áo này này, hàng này hàng mới về. 79.000. 79.000 này. Ai lấy áo này comment là 79K dùm em nhá. Còn khoảng 20 chiếc. Cái áo chế này cực kỳ xinh luôn. Hàng Quảng Châu. 110.000 cái áo này nhá. Áo trễ vai cực kỳ xinh đấy. Áo này mặc mùa thu được nhá. Má ai lấy em để 100.000 luôn. Màu ấy đẹp lắm. 100.000 nhá.
chị bây giờ bầu bí không mặc được thể loại này. Đẹp vãi. 100 nghìn nhá. Đây. Tay lê này. Ai lấy comment là A100K. Cái này là bánh bèo nhá. Buộc đường nơ A100K. Kéo 2 dây 40 nghìn. À đâu 30 nghìn. Quên. 40 đi, 40, 40 nghìn đi. Áo dáng baby doll, chất đuối 40 nghìn. Oanh Lưu lấy áo 100 à? Oanh Lưu mà lấy cái áo này để số nhá. Cánh tiên không ai, không ai chốt à? Đưa chị đưa lại. 40 nghìn. Cánh tiên này khoảng 53 cân đổ về nhá. Đây là hàng Quảng Châu, bình thường các chị đi mua là 190 nhá. 40k chị Ha Lê. Đây nhá, chị Ha Lê để số cho em nhá. Mặt trời có đơn này nhưng mà chốt cho Ha Lê nữa. Cái váy này màu đẹp dã man luôn, giống hệt cái màu vàng. Để bộ bi đó cho chị nhé. Bộ bi nào chị? Chị lấy cái áo 40.000 là cái áo kẻ xanh đúng không chị? Chị lấy áo 40.000 là áo kẻ xanh đúng không ạ? Áo 40.000 là áo kẻ xanh đúng không ạ? Thôi chuẩn bị gì? Váy 30k xe hết. Đi có cái váy 30.000 nào. Chị có lấy cái áo bi, đưa đây, đưa cả bi đây. Chị có lấy cái áo bi 100.000 nữa không ạ? Đây là cái áo bi, không phải là cái váy đó. Đây này. Cái chun nó như này chị bể lô lại cho em nhé. Đây. Hàng Quảng Châu không phải hàng Việt Nam đâu ạ. 100.000. Chị A Lê mà lấy cái áo bi 100k để comment là áo bi 100k nhá, đẹp lắm. Cái váy này nhá. Màu vàng. Cái váy suông màu vàng chất cốt tông này 70.000. Ai lấy comment là 70k kèm số điện thoại. 70k kèm số điện thoại giùm em nhá. 70k. Chị Oanh Lưu không để số làm sao em chốt đơn được chị ơi, chị lấy để số đi. Lấy thì để số giúp mình nhá. 70k chị Nguyễn Thị Trung. Phong Mỹ này, màu xanh. Cũng 70.000 này dáng váy được luôn. Phong Mỹ màu xanh 70.000 nguyên mác nhá. 70.000 này, chất cực kỳ đẹp, màu cũng đẹp 70. Ai lấy phong 70 comment phong 70. Chị Oanh Lưu lấy cái 100. Ngọc Anh Nhi lấy váy hồng rồi, váy hồng rồi. Cái váy hồng đấy bị lỗi nhá bạn nhá. 70 phông xanh 70 của Bivo. Ơ, cái gì đấy em? Thế chốt cho ai? Oanh Lưu ạ. À? Oanh Lưu là cái sơ mi. Sơ mi 100. Cái váy cánh tiên này ai lấy á? Cái váy vừa đang mặc màu hồng bị lỗi nhá. Cái váy cánh tiên này ai lấy đấy ạ? 100.000 hàng hàng Quảng Châu không phải hàng Việt Nam đâu nhá. Cái phông này của Bivo đúng không? Chị Phương Tròn lấy váy hoa để số cho em nhá. Cái phông đỏ này 60.000 này. Ôi hơi bị thủng mất rồi, thủng mất lỗ rồi. Cứ đi tìm. Mình xóa bỏ chú bản cho chị. Phong Mỹ tiếp này. Phong Mỹ chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Phong Mỹ này. Phong Mỹ 80.000. Ai lấy comment là P80K. Chất quá đẹp, hình cũng đẹp. P80K nhá. Phong Mỹ P80. Mình không lấy váy hoa bạn ạ. Ờ không lấy thì thôi bạn. Bạn vừa comment là bạn lấy, bạn là bạn không lấy.
áo dáng chữ A. Oanh lưu lấy P880 cái màu đen ý. Đây. Áo dáng chữ A nhá, màu trắng. Áo dáng chữ A màu trắng xinh chưa? Áo này ai lấy để 80.000 luôn này. Ai lấy comment là A80K nhá, xinh lắm. A80K. A80K giùm em nhá. A80K. Váy cánh tiên xanh chị Ngọc Lan Lương. Váy cánh tiên. 100.000 là cái váy cánh tiên. Cái quần váy màu xanh 50.000, ai lấy comment là 50K kèm số điện thoại. Quần váy đằng sau có chun nhá, 50.000. Ai lấy comment là QV50 50K. Áo 80 là gì ấy? Của Thùy Linh. 50. Đang đồ hai hen tuyển nhá mọi người nhá. Có một cái áo Quảng Châu đẹp quá. Cái yếm 2 dây này. Cái yếm này các chị về mặc thêm một cái phông nhá này. Cái yếm vạt xinh chưa? Này. Cái yếm này các chị về mặc thêm áo phông bên trong cho em nhá. Cái yếm này chị nào lấy em để giá là 100.000. 90.000 đi. Ai lấy comment là yếm 90 50 triệu hình kim hoa. Yếm nhá, yếm 90 đẹp dã man luôn. Cái yếm này các chị mặc thêm phông cho em. Phông hoặc là một cái váy cốt tông ấy dài hẳn xuống đầu gối rất là xinh luôn. Lê Tê Huyền Trang yếm 90. Toàn bộ đều hai em tuyển nhá, đang hai em tuyển nhá. Áo đen này. Áo này mùa thu mặc thoải mái nhá. Áo này mùa thu mặc thoải mái 120.000. Ai lấy comment là 120 kèm số điện thoại giùm em. 120 kèm số điện thoại nhá đây. 120 kèm số điện thoại cổ pyjama này. Cực kỳ đẹp luôn. Cổ kiểu cổ vest ấy đẹp lắm. Chất đẹp nhá. Áo này mặc mùa thu 120. 120 giùm em nha. Áo trắng thêu này. Sơ mi trắng thêu 70.000. Ai lấy comment là sơ mi 70K kèm số điện thoại size ML. Sơ mi 70K nhá, kèm số điện thoại size ML cổ thêu. Em ơi, chụp lên. Đây nữa. Cái váy này kèm thắt lưng, em lộn ra chị tìm cái thắt lưng của nó. Váy Adidas có hai màu. Ngân kim chốt sơ mi 120. Áo sơ mi trắng ai chốt comment là sơ mi trắng giùm em nhá. Váy Adidas có màu đỏ và màu xanh xả 90.000 một cái, xả lỗ nhá. 90.000 một cái là trước nhà mình toàn bán 170 đấy. 90.000 một cái, ai lấy comment 90 đỏ hoặc xanh giùm em. Đỏ hoặc xanh 90.000 nhá. 90.000 một cái đỏ hoặc xanh. 90.000 đỏ hoặc xanh giùm em này. 90K đỏ hoặc xanh. Cái này có cái đai, đây này. Váy Quảng Châu nhá, nguyên mác luôn. Còn đai luôn này. Váy này mặc mùa thu cực kỳ ok luôn. Nó kèm cả một cái đai nhá, cái đai eo này. Đây nó kèm một cái đai. 90 xanh của Bivo. 90 xanh của Bivo. Ai lấy 90 đỏ comment cho em ạ. Đây nhá. Cái này là thắt lưng. Chị Khanh Nguyên, Khanh Nguyên 90 đỏ đúng không? Khanh Nguyên đúng không? Khanh Nguyên 90 đỏ ạ. Này, váy này. Nó có cái thắt lưng nhá. Váy này chị nào lấy em để 150.000 là lỗ rồi ạ. Quảng Châu nhá, váy mùa thu luôn ạ. 150.000 kèm cả đai. 150.000 váy mắt kèm cả đai nhá. Ai lấy comment là 150 giùm em. Cho thì bảo nhá, hàng Quảng Châu ấy. Cái này của Ngân Kim em không chốt à? Không,
Có váy trắng thêu chứ, cái sơ mi trắng. Sơ mi trắng thêu có 70.000, cái sơ mi 120 là cái sơ mi đen này này. Đấy may mà chị không nhìn thấy, có phải nhầm của khách không? Nghe thì không nghe. Cái váy vừa rồi ai lấy nhá thì comment. Đấy, đây là váy của em này. Đẹp dã man nhưng mà bầu không mặc được thôi, còn mới tinh luôn. Váy này chị là lấy em để 120.000 nhá, 110.000 nhá. Này. 110.000, đây là váy của em nhá. 110.000. Đây là phát lại đồ 110.000 này. 110.000, ai lấy comment 110k. 110k. 100k luôn đi. 100 nhá, ai lấy cái đấy 110. Chị Phương Nguyên nhá, 100k luôn cho chị cái đấy. Ôi xinh chưa? Này. Size gì đây? Khoảng size ML là mặc được này. Chân váy kèm yếm như này nhá. Cái này 150.000. Cái này 150.000 nhá, 150.000. Ai lấy comment 150. Ai lấy comment là 150 kèm số điện thoại nhá. 150 kèm số điện thoại. Ơ cái váy Quảng Châu không ai lấy à? Trao lên đây này. Chào mất. Phải thất lưng à? Đây đầm này bầu bì bon trên rồi này. Hàng Quảng hàng Quảng Châu luôn nhá. Ai lấy cái đầm này? Đầm này em xả thôi cũng 100.000 đi, đầm thêu. 100.000. Ai lấy comment đầm thêu nhá. 150 của Ngân, của Ngân, Ngân Kim. Cái này 100.000, ai lấy comment là đầm thêu 100k bầu bì nhỏ mặc được nhá. Thêu 100 này. Ôi áo này là áo của tôi này, mới tinh này, mua về chưa mặc, đẹp quá. Size S. Của Daiji. Size S nhá. Size S nhưng size M cũng mặc được đấy. Áo đẹp dã man luôn, chị nào lấy em để 120.000 nhá. Em mua là 250 hay là 280 ấy. 120.000 chất cực kỳ đẹp luôn. Chất cực đẹp nhá, trễ vai, rớt vai. 120.000. Mới tinh ấy, em chưa mặc đâu. Đầm theo chị Huỳnh Kim Thoa. Đây. 120.000 nhá, size S nhá. SSM đều vừa. Váy trễ xanh này. Váy trễ xanh này chị nào lấy em để 80.000 luôn này. 80.000 nhá, đầm này cũng mới luôn. 80.000. Đây của sơ mi đẹp không ai chốt đó. Thế để lại. Đẹp vãi chưởng, chất đẹp. 80. Cái này 80k à? 80 cành. Ai lấy comment 80 nhá, form 57 58 cân. Cái này bình thường toàn bán gần 2 lít. À còn một cái nữa nè, còn một cái đầm trắng như lúc đầu. Một cái đầm trắng như lúc đầu nhá. Đầm này lúc đầu xả bao tiền? 110.000 như thế không nhỉ? 100 ấy. Thôi ai lấy 100.000 luôn cho nhanh. 110.000 hay 100? Hay đầu đầu thôi. Chị xả khoảng thứ 2, thứ 3 gì đấy. 100 à? Đầm này 100, váy 80 xanh là váy gì? Chị Ngọc 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 nhá. Cái đầm này 100.000. Cái đầm này là có thắt lưng, à, có thắt eo ấy. Khuy cực kỳ đẹp luôn nhá, 100.000. Ai lấy đầm này comment giùm em. Nguyễn Thị Hải Yến 100 ok này. Chị Nguyễn Hải Yến là lấy cái rớt vai kèm đai đúng không ạ? Chị Nguyễn Thị Hải Yến đúng không? Này. Nghỉ hôm rồi xả tiếp đi, nhiều lắm. Mệt quá. Váy sơ mi. Đi bò ơi, dậy đi, về đi. Đi. Ngủ à? Không biết mình gọi luôn, sợ thật. Váy sơ mi này hay he nhá, mất đai rồi. Cái này các chị về tự thắt đai nhá. Màu này cực kỳ đẹp luôn, váy sơ mi. Treo lấy em để 90.000 nhá, về tự thắt đai cho em là mất đai rồi. 90.000. Cái này mặc xuông cũng đẹp với chả cần đai. 90.000 chất cực kỳ đẹp nhá. Ai lấy comment là 90k. Có cả new cả si nhá. Cái này là si tuyển đợt đầu em nhặt ra định chụp ảnh ấy.
xong rồi về sau không bán, về sau không có thời gian chụp ảnh nên bây giờ bỏ ra xả thôi, chứ bình thường không có giá hay đâu. Xinh lắm, cả niu cả si nhá. Ôi, xả nốt cái quần ống rộng này, đẹp chưa? 170.000 nhá, kèm cả đai bụng bụng. 170.000, 170.000 nhá. Ôi đẹp dã man nhỉ, chị không bầu chị cũng mặc đẹp vãi. 170.000 nhá, quá đẹp luôn này, các chị đi tìm đâu không bao giờ mua được quần này giá 170 luôn, chất xịn nhá. 170, ai lấy em bớt còn 10, bớt 10.000 còn 160, quá đẹp. Chị nào mà cao từ 1m6 trở lên mặc quá đẹp luôn. 90k là cái gì ấy, nhưng mà chị đấy có không để số á? Em ơi, cái này chụp ảnh cho chị này. Váy màu đen, ôi chất đẹp dã man, xem size gì, size L. Cái này size M thôi, size L mặc chật nhở. Chất chất này chất mùa thu mặc được nhá, đẹp cực, chất đẹp cực. Có ai lấy thì lấy thề, chất đẹp cực rẻ. Chị ăn định xả rẻ nhưng mà chất đẹp vãi. Thế à, thế mặc đi thể thao đẹp vãi ra. Chất nó đẹp ý. Ờ, chị định xả rẻ mà, xí. Áo vét nhá, áo vét 90k, chị Vương muôn lấy. À, cái quần này thì có chun, nhưng mà eo eo to quá thì mặc không đẹp thôi. Đây này, quần này có chun mà thoải mái luôn. Hôm nay em không quay đầm vintage chị ơi. Cái áo vest ba lỗ nhá, kèm cả đai này. Vest ba lỗ chị nào lấy em để 90.000, ai lấy comment là vest 90. Vest ba lỗ cực kỳ đẹp nhá, kể nhá. Cái đấy mà khoác với kiểu mấy cái quần nó Âu ấy đẹp. Ồ, cái váy, váy dáng dài caro, chị Áo lấy em để 60.000, 50.000. Váy caro dáng dài 50.000, ai lấy comment là V50K. V50K giúp em nhá. Mình đẹp quá mà mình chẳng muốn bán. Chị Ha Hồng. Rồi ok, bây giờ mọi người inbox thông tin cho bên em chốt hàng nhá. Vét 90 chị Nguyễn Hường. 50. Vét 90 chị Nguyễn Hường. Nguyễn Hường 58. Từ xem còn gì xả nốt không. Các chị có muốn mua đầm của em không? Áo này cũng áo của mình luôn, đẹp quá. Đây này, bầu lên bỏ ra bán hết chứ, nó đẹp lắm. Áo này ai lấy em để 80.000 nhá. Đây, tức là mặc kiểu như này nè. Én, 80.000. Đẹp lắm. Riêng đồ của em mua các chị yên tâm về chất nhá. 80.000 này. Này, chun nhá. Đây, xong rồi đeo hai cái tay vào ấy. Đây, hai cái tay này. Xinh dã man luôn, 80k. P50k là cái gì ấy, hết rồi. Ôi, còn một con váy nữa, em tâm đắc cực kỳ mà em mặc không vừa. Đẹp dã man, chị thấy mày luôn, chất cũng xịn. Chị nó không vừa, cái này size S thôi, đẹp lắm. À, đẹp dã man luôn, nhìn nó xịn ý. Chị nào lấy đầm này em để 100.000 size S nhá. Cẩm Hoa lấy gì? Cẩm Hà lấy áo 80. Cái đầm này 100.000, chị nào tin em thì lấy, người đẹp thì mặc nhá, đẹp lắm. 100.000, các chị yên tâm, cái đầm này nhìn như 700-800, chứ không bao giờ có cái giá 100.000 đâu. Cái này có hai cái, vừa nãy chị bảo em móc, có móc một cái đúng không? Đúng không? Đây để xả. Cái đầm 100.000 này chặt, chị lấy đây. Chị không vừa đâu, chị mặc ngay để nó nhìn nó xinh. Ừ. 100.000 của Nhi Nguyên hả? Hàng hịn mà, sờ đi. Chị Nhi Nguyên nhá. Đẹp nhỉ, nhưng mà nhìn chất nó xịn, nó nhìn mắt nó sướng. Cái đầm rộng này nhá, kèm cả đai bụng bụng này, chị nào lấy em để 90.000, đợt trước bán 160. 90.000 còn hai cái đầm buộc eo, cái này bầu bì bon trên thoải mái, chị nào thích thì thắt nơ ra hàng trước này. 90.000 chất cực đẹp, còn hai cái. 90.000. Cái yếm 50k em lấy nhé. Yếm kẻ 50.000. Chốt rồi.
kiếm kẻ nó 50 nghìn. À đấy là cái váy mà, váy 2 giây mà. Chị Tố Loan một cái. Này chị Tố Loan một cái ở dưới này. Còn một cái ai lấy nữa không ạ? Chất đẹp lắm, bình thường bán 160-170 ạ. Đây. 90 chị Tố Loan rồi, còn ai lấy nữa không ạ? Còn một chiếc ai lấy nốt cho em không sao đỡ bán lại. Đẹp mà, đầm 19 nghìn rẻ. Đầm lệch vai màu đen. Nó bị nhăn mất rồi. Thế ơi, chị thề giá này chị mua gần 1 triệu. 800 mấy. Còn hơi bán đắt nào. Nó có cái gì đâu, nó bán đắt thế hồi đấy sao chị thích thế nhỉ? Không, hồi trước chị mặc kéo này này, xong chị thắt một cái dây ở eo, nhìn xinh lắm, không mặc một cái quần ống rộng, đẹp cực. Chả biết bán bao tiền, kiểu nó cứ, chị chẳng muốn bán ấy, cứ mèo 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 ấy. Mua toàn gần 1 triệu một cái. Nini rồi, ok, gộp đơn. Đây nhá, mình xả một cái áo cáo này của em nhá. Cái áo này cũng mua tầm 500 được cả. Chị béo, bây giờ chị chửi cho không mặc ấy. Nên chị không muốn để, ừ. Em chưa mặc lần nào luôn. Mua về mặc, định mặc kiểu đi bốt đi. Xong rồi chưa kịp mặc hết bốn lớp mùa. Mua nhiều quần áo quá, không nhớ ấy. Cái áo này đẹp dã man luôn. Đây nhá, các chị có thể mặc khoác suông hoặc là các chị mặc thắt. Cái thắt này này, không dùng nó cũng hơi gì. Đây nhá, nhưng mà không dùng, em thề áo này chưa mặc lần này. Hả? Hay để mặc cái váy đen không khoác của chị bảo bán. Mua toàn em mua đắt tiền, xong rồi sale, ui thôi xong. Mua kiểu sale thôi các chị, toàn sale kiểu béo béo ấy, xong hết cả ruột. Này chết rồi, chị bị tung mất rồi, tính tâm đan không của chị nhá. Không của chị nhá. Đây đây. Thề luôn. Tiếc cực. Để mặc mấy cái váy đen xuống nhỉ. Nó phí. Ôi giời ơi, gì nữa đây. Ôi quần CS, quần Việt Nam xuất khẩu CS nhá. Quần Việt Nam xuất khẩu có cái ấy ở bụng này, CS 110.000. 110.000 nhá. 110.000. 110.000 này. Lấy đi về đi à Vi ơi. Gọi từ nãy. CS 110.000 này. Con này nó xâm lảo đấy. 110.000. Còn cái quần trơn này cũng size S Việt Nam xuất khẩu nguyên mác nhá, với cả nó còn may ở bên trong này. Các chị sơ vin không bao giờ sợ bị lật áo nhá. Cái quần trơn này thì 90.000 thôi, cái quần có thắt lưng kia là 110. Quần này 90.000 nhá, nhưng mà nó có cái vạt xẻ xinh áp này. Quần 110.000 của Phương Nguyên. À quần này 100.000 chứ, sorry nhầm, giảm 10.000 thôi chứ không có thắt lưng. 100.000 size S này. Nó có xẻ vạt đây nhá. Một quần này 100.000 nó không phải 90 đâu ạ. Việt Nam xuất khẩu nhá. À đây, còn ít váy caro xả cho các chị đây. Đây là đây. Nhưng mà váy caro dáng ngắn 40.000 một cái. Cái này mặc vừa thành áo vừa thành váy này. 40.000 một cái nhá, còn hai cái. 40.000 một cái, còn hai cái nhá. Bán nguyên mác bên em luôn, vẫn còn nguyên mác luôn. 40.000 một cái. Ok, chị Phương Nguyên lấy quần 100. Chị Phương Nguyên luôn. Hai cái luôn. Cái này 40.000. 40 cành, hai còn hai cái. 40.000 nhá. Phong hai hen. Phong hai hen hình quá đẹp luôn này. 80.000 nhá. Phong hai hen 80.000 là hình này, kit này. 80.000. 80. Hết rồi đấy. Mà cũng chưa hết đâu. Em ơi chụp ảnh này. Bivo 80, phông 2N tiếp 80.000 màu đỏ. Chất đẹp lắm. 80.000 nhá. Nói chung là riêng mấy cái phông này các chị mặc 3, 4, 5 nó cũng không hỏng. 80.000 màu đỏ, đẹp lắm. Màu đỏ chữ trắng 80.000 mới tinh tình luôn. 80.000 nhá, ai lấy phông đỏ lấy comment phông đỏ. 40.000 chị Nguyễn Hường một cái, chị Huỳnh Kim Thoa một cái hết luôn. À Vi ơi chờ chị một tí nhá, xong rồi đây. Quảng Châu New một bọc này. Quảng Châu New ai lấy váy này 100.000. Váy Quảng Châu 100.000, ai lấy comment là váy 100. 80 đỏ chị Nhi Nguyên. 100.000 đừng có hủy đơn gì nhà em nhá.
100.000 này, váy Quảng Châu quay nhanh nhá. Ê, về đưa em đi ăn, nó ngất mất. Khổ thân. Váy vàng kèm đai. Váy vàng kèm đai 100.000 luôn nhá, chất đẹp dã man luôn. Ai lấy comment là váy vàng 100. Váy vàng 100 nhá, đẹp lắm. Này kèm đai. Váy vàng 100, ai lấy gì comment đi ạ. Chị Tố Loan lấy vàng. Mango size gì đây? Size M. Cái váy á, em ơi cài khuy vào một tí cho chị. Này hai đây, đây không cần nữa, đây lấy cái này. Cái này size M à? Cái váy này còn 1M 1L này. 1M 1L cũng 100.000 một cái, xả lỗ nhá. Bình thường là bán 180 váy Mango ấy ạ. 100.000 cái họa tiết không ai lấy ạ. Cái caro không ai lấy ạ, đẹp mà. Caro 100 không ai lấy luôn. Đây nhá. Cái này 100 kèm size, có size ML màu đen. Mango nhá, có màu đen. Cổ V đẹp lắm. Nhưng mà có size M và size L. Cái này về các chị rũ phẳng với em để trong túi. 100.000 màu đen, size gì comment cho em một cái, còn 1M 1L. Chị Phương Nguyên một cái size L ơi. 100.000 này, cái đấy size M đấy. Đây size L đây, Phương Nguyên đây. Còn 100 size M nhá, chị Lan. Ơ Lan Nguyên làm gì đã có gì mà dồn nhỉ? Lan Nguyên có đơn rồi. Váy hàng thiết kế màu vàng. Mango L hết rồi, chỉ còn M thôi. Chỉ còn M thôi, Mango chỉ còn đây nhá. Váy suông vàng đẹp lắm luôn này. Váy suông vàng nhưng mà các chị đeo thắt lưng cho em. Váy này hàng thiết kế nhá, chị nào lấy em để 160.000 xả lỗ rồi nhá. Cái váy này cho em bán 250 đó. 160 nhá. Size S. Thật ngược rồi. Chị cũng thích cái vàng này nhưng chị cũng không mặc được, bởi vì bụng to. Cái này size S nhá, chị nào bụng bé mặc đẹp. Đây này, thắt một cái thắt lưng vào đây, nói chung là xinh lắm. Đen M của chị Ha Hoang 100. Chị Phương Anh ơi, cái vàng này chốt cho người khác mất rồi. Cái này nhá, đẹp lắm luôn, 160.000. Chị nào lấy em để 150.000 thôi. Chất cực kỳ đẹp, riêng hàng thiết kế nhà em thì mọi người mua thì biết chất nhá. Đẹp lắm. Không biết giờ thì cho mọi người nhìn thấy dáng luôn. 150.000 nhá, kể cả các chị mặc suông như này, cái màu này cũng rất là đẹp. Hàng hai lớp, có kèm thắt lưng. Không ai lấy treo cho chị. Cái kẻ này không ai lấy à em? Cái này hai hen đẹp quá trời mà chưa kịp giặt. Cái này áo hai hen quá đẹp luôn, em chưa kịp giặt này. Chị nào thích hai hen thì mua con này nhá, đẹp lắm, thêu này. Thêu nhá, 130, 120 đi, chưa giặt. 120, 110.000 thôi. Đó, ok, ai lấy comment 110.000. Váy thiết kế ai lấy á? Váy thiết kế 1m58 trở lên mặc mới đẹp nhá, thấp quá thì mặc phải đi cắt đấy. 110.000 đẹp lắm, các chị về giặt dũng phẳng là được nhá. Cái này hai em nó cho em khui kiện. Chị Khanh Nguyên. Em xem lại kẻ caro luôn đây. Kẻ caro sale lỗ nhá. Cái kẻ caro này 100.000 là mình sale lỗ nhá, mình sale nhanh cho dọn kho thôi. 100.000 này, kẻ caro hàng Quảng Châu 100.000. Áo hai dây. Họa tiết xinh dã man luôn, 60.000. Váy vàng 150 chị Nguyễn Thị Hải Yến lấy. Cái váy thiết kế 150.000 ấy. Và số 38. Chị Ngọc Mỹ lấy váy 100k caro Ngọc Mỹ. Cái này 60.000 này. Thôi em nói thật nhá, cái áo này ôi sao cái cổ nó bị bẩn đây nhỉ. Chắc là quầy tỏa mặt. Ai thử rồi. Cái áo này nhá, các chị về giặt cho em cái phần cổ là hơi bị vàng này. Bởi vì là chắc là để xong rồi vứt ra không được giặt luôn. Đây nhá. Nói chung là em thề áo này em mua là 850.000. Mua ở Hơ, các chị có thể search cái shop đấy ra để xem. Mà hôm nay chị nào lấy về giặt giùm em để 120.000. 120.000 nhá. Nó ông đấy còn phải mua thêm một cái đai thắt ở đây này. 120.000 nhá. Hai lớp.
Thề luôn, em có thể gửi cho các chị xem là em mua với giá bao tiền. 120.000 nhá. Mà thôi 100.000 luôn này, bán cho chị đó khách quen nhá, về giặt giùm em. Bởi vì em để trong tải ấy, tức là mặc từ lại hôm đấy không mặc nữa thì em vứt vào trong tải nó hơi bị bẩn đây này. Chưa kịp giặt luôn, nó hơi bị bẩn ở cổ. Nhưng mà các chị về giặt được nhá. Cái này chưa thèm giặt. 100.000. Thôi rồi, để chị Phương Nguyên nhá, 100.000. Cái này trễ vai nhá. Các chị về mua thêm một cái thắt lưng thắt đẹp lắm. 100.000. Các chị vào Shop Hơ nhá. Em mua đợt hè năm vừa rồi, năm ngoái. Shop Hơ. Này đẹp chưa? Váy cam. Xem sai không? Không sai. Hàng Quảng Châu. Chất đẹp dã man luôn nhá. Con này 120.000. 120.000 cho em này. Buộc nơ ở cổ nhá, 120.000. 120.000 nhá. 120.000. Váy màu trắng 80. Váy cốt tông màu trắng 80.000. Vương Mon lấy 120 có đơn nhỉ? Hả? 76. Này, 80. Váy hai lớp Mochino hàng Quảng Châu. Hai lớp nhá, một lớp trắng bên trong và một cái váy bên ngoài. Ai nhiều set này không ạ? Mochino thôi, 1 lít luôn cho nhanh. 100.000. Đây một lớp mỏng như này và có một cái váy trắng bên trong nhá, 100.000. Mochino này. Hàng loại 1 luôn nhá. Một trăm cành. 100. KT Vương 100. Cho một túi đi em ơi. Đây túi này. Váy này 120. Váy này 120. Hàng Quảng Châu 120 nhá. Xả lỗ nhá. 120 đuôi cá. 120 đuôi cá này hết luôn nhá. À đây có bạn nào thích phong cách bụi bụi được không? Đẹp lắm này. Cái này mà mặc kiểu mặc với mấy cái quần bò cặp cao ấy. Chụp ảnh check in thì thôi rồi 80.000 nhá. Này cái này thích mặc kiểu cartoon ấy. 80.000. 80.000. À ui nó cũng thế. Chị đứng đau ở đâu ạ giày này. Cái váy đấy 120 à? Có ai chốt không? 80 là cái gì đấy? Ai lấy comment là Tour 80 nhá, chất cực kỳ đẹp. Tour 80. Vài trăm hai của Quát nhá. Vài trăm hai của Quát. Cái áo này cũng chất đẹp này. Áo trắng 80.000 này. Chất đẹp đã dã man luôn. Ai tin em chốt con này. Có 80.000 thôi. Váy 120 đỏ hết rồi nhá. Đây cái này 80.000 này. Đẹp lắm luôn. Chất cực kỳ đẹp. Không bị lộ luôn. Mặc áo lót màu gì cũng được. Bởi vì cái hàng này hai lớp nhá. 80.000. Ai lấy comment là trắng 80. Phone 80 trắng là gì? Phone. Đúng rồi. Phone 80 trắng chị bé Kim. Áo này là áo của tôi mua định mua mặc CS này, đẹp quá. Hà Vi ơi. Em vừa nhỉ. Rất đẹp vai chứ. Mới tinh chưa mặc cho Hà Vi. Chất đẹp vãi chưởng. Bán chứ bèo 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 chẳng muốn bán. Cái này mất một khuy rồi. Cái váy yếm chạ, cái váy yếm xanh của em này bây giờ bầu không mặc rồi này hả? Trắng 80 của Trần Kim Thoa. Váy này cũng của Daisy Sam, chị nào lấy em để mấy đứa không mặc được kiểu này đâu nhỉ. Đẹp vãi. Đẹp nhỉ. Yếm nhá. 110.000. Cái này em thích lắm đấy mà không mặc được vì bây giờ kiểu có bầu ấy, ngực nhất đấy ra không mặc được. 100 cái này ngực bé bé ấy nhá, ngực to không mặc được đâu. 110.000 nhá. Size M 110.000. Đẹp dã man luôn này, form chữ A. Thực ra là bầu bé vẫn mặc được ấy. Chị bé Kim luôn, chất đẹp lắm. Em ơi cái này chụp ảnh như này, quần ống lê. Hết chưa? Hết rồi đấy. Gì đây?
Quần ống rộng màu đen, ôi chất đẹp dã man luôn này. Thế mà một tí bỏ lỡ. Quần này nhá, quần ống rộng dáng váy nhá, tức là nó là quần nhưng mà thứ nhất là dáng váy. Các chị mặc kiểu phong cách vintage đi, mặc con này cực kỳ đẹp cho em này. Chun co giãn, chị nào lấy em để 100.000. Ai lấy comment là 100 đen. 100 đen. 100 đen giùm em nhá. Tiếp một con hai em tuyển này, đẹp này. À, cái này bị ao đúng không? Một trăm đen, con này đẹp lắm, yên tâm. Bình thường các chị đi mua quần này á, không không bao giờ dưới 250.000. Em khẳng định với chất như này, hàng hai lớp, không bao giờ dưới 250.000 nhá. Mọi người phải nhìn cái dập riếp của nó đẹp lắm. Mặc nhìn như một cái chân váy luôn, nhưng thực chất nó là quần. Đây, đây có một bọc áo hàng Quảng Châu chị nhập về đâu nhỉ? Chưa hôm nào bán. Có một bọc Quảng Châu nhập về, bây giờ chị quên chị không bán. Áo tay loe. Áo tay loe 70.000. Áo tay loe 70.000 nhá, đây. Form loe và tay tay nó cũng loe luôn, 70.000. Lê T Huyền Trang lấy quần 100. Cái này 70. Áo chim cò. Áo này nhá. Xả lỗ 180.000. Lỗ rồi nhá, 180. Đấy, đằng lúc đấy em bán là 250 đấy. 180.000 hàng Quảng Châu. 180, ai lấy comment 180. Chị Diệp Tuyết 70 đen. Gộp đơn 180.000 cái này Quảng Châu. Con gì thôi. Áo này thì chất không được ok lắm nhưng hình hình đẹp. Chị áo lấy em để 40.000 nhá. 40.000 hình đẹp này. 40.000. Cái áo chim khoai lấy treo lên chị nhá. Cả cái quần này nữa này. Mấy cái đồ này treo lên nhá. 40.000. Rồi ok. Mọi người inbox thông tin cho bên em gộp đơn, là bên em chốt hàng nhá. Ai có đơn giữ gộp đơn thì inbox nhá. 40 của Bivo này. Ông Bivo thích phông ấy à? Ông Bivo em có thích cái này không? Nó bị đúng một lỗ ở đây thôi. Ông mà lấy tôi để 40.000 luôn này, chất đẹp lắm. Nó bị đúng một lỗ ở đây. Thực ra là chả vấn đề đâu. Bivo mà lấy để cho Bivo 40.000 luôn nhá. Đẹp lắm, nó bị một lỗ bé tí, nói chung là không nhìn thấy. Bivo mà lấy để cho Bivo 40.000 nhá. Rồi ok nhá, mọi người inbox thông tin nhá. Bivo có lấy không? Ok, Bivo lấy, để Bivo 30.000 cũng được, 30. Rồi bye bye mọi người nhá, cảm ơn mọi người theo dõi livestream, bye bye.